Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến, ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập 5 của truyện Chúng ta sẽ cùng đón nghe ngay sau đây Chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận Cũng như đừng quên đăng ký kênh Theo dõi rất nhiều nội dung hay khác trên kênh các bạn nhé Tập 5 Con Duyên vội vã kéo tay Ngọc chạy như điên về gian Nó đi nghe góc tường mà để cho người biết về sao xấu hổ còn chưa nói Chỉ có đi nghe ngóng lại bị phát hiện mợ nó có tức giận không thèm nhìn nó vậy số phận nó khẩm hôi lắm vừa chạy vừa lau mồ hôi vào đến gian nó đem chuyện kể lại rồi thêm mắm dặm muối thật sinh động cho mận nghe ngọt ngồi một bên thở thôi còn há hốc cả mồm ờ à, mới có hai ngày cô ta choáng váng với đôi chủ tớ kỳ lạ này chủ khôn khéo tớ thì mồm không tua ai nói chuyện chỉ sợ người nghe không hiểu cố thêm thắt cho thực hay tính kế chỉ lo người ta không biết mình bị đào sẵn hố chờ bị lấp kín Đáng sợ thật Ngọc xoa trái tim nhỏ của mình Thấy vừng lo mồ hôi trước Không có cái ngu nào hơn cái ngu nào Đem cơm chó không ăn cho mận ăn Gan quá to không biết sợ chết Sướng không muốn Còn muốn nhanh bị tống cổ thì chịu rồi Thôi cô ta yên tĩnh ôm cái đùi to này Mà sống cho vẻ vang Mận bâng cua nói Duyên em đi ra Rồi giả vờ vội vàng đụng về ba người tốt nhất nhằm đúng cái bát cơm đổ ra rồi hãng giọng kêu to cho tôi nhé. Duy gật đầu nuốt nước miếng, kêu xong rồi làm gì nữa hả à, mợ Em cái chỗ này cũng không minh tí nào đấy à? Tí nữa giờ hợi, thầy sẽ thịt gà, Vũ Lam sẽ nấu đồ cúng, mà hiện tại mọi người chưa ngủ, em nghĩ nên thế nào? Còn Duyên bừng tỉnh nó cười hì hì đi ra ngoài Mận xuống giường mặc áo đi giày Đem chiếc ghế ra hè ngồi ngọc ngác ngắm ngát dài leo đéo theo sau y như là cái đuôi mèo vậy mận vừa ngồi được lúc nghe tiếng hô thất thanh của con duyên mợ vừng mợ làm sao thế mợ giờ đi bưng cơm đi nơi nào ông nói không được ăn cơm ở gian mà sao mợ mợ lại trộm đem về gian đấy à con duyên không hổ là con hầu nhanh trí nhất trong lòng mận có nó cô không sợ hãi ở nhà ông Tũn mà ba người gấm bị xô ngã trồng vó bát cơm rơi vung vã trên nền sân một tiếng con duyên hét đủ to cả nhà chạy tới Ông tốn của bà cả bà hai Ngồi nhâm nhi nước chè kẹo mật ở nhà lớn Nghe tiếng thét chói tai Thì sỏ giày đi xuống Cậu Tân đang tính sổ sách Nghe thấy buông luôn sổ sách Thằng đậu ngồi trước chuồng chó Ẩn ý nói nhỏ với ba con chó trong nhà Chúng mày thấy không Làm việc xấu ban đêm đi đường gặp ma Ba bọn họ muốn tính kế trên đầu mỡ cả Sợ sớm xương không có như mày mà gặm đấy nó đứng dậy đi xem kịch hay Mợ nở hè nhàn nhã Phủi thẳng nếp vai áo Kéo theo Ngọc tươi cười giảng Đi xem kịch đi, kịch Tết đấy Một ngày diễn mệt quá Giờ hạ màn cho qua năm mới không theo lối cũ Kịch Tết gì hả chị? Chị nói ba người kia diễn kịch á Mợ một đường kéo theo cô ta không nói gì nữa Còn Duyên cùng ba người gấm Đứng giữa trung tâm Mọi người ra tới Với lúc lò vào tai từng người giọng chua hơn mẹ của gấm Mày mắt để đâu không nhìn mà đâm vào chúng tao Mày giống con kia Mặt vênh lên không nhìn thấy đường à Con Duyên bị chửi đuôi mù Nó mới cái lại Mợ ba nói quá Con là vội vàng đi đun nước Tính nữa tí nữa ông thịt gà Để có nước nóng làm chứ con đâu cố ý gì ạ à? Mợ nói thế Khác nào nói mợ cả con mù Mọi người hít sâu Gấm nói mận mù Ngọc choáng váng lùi đầu ba bước Ông tủn nhé mắt mặt đen như mực Cậu Tân mí môi căng thẳng nhìn ba người đàn bà lẳng lơ trước mặt chán ghét. Riêng Mận chỉ cười mỉm. Cô buông tay Ngọc đi lên phía trước hỏi. Em nói tôi bị mù á. Ờ, em nói đúng rồi đấy. Tôi mù mới để ba em vào cửa làm vợ của chồng mình. Chứ tôi mắt sáng. Đâu để ba cô đào bán thân cùng thờ một chồng. Bà cái tát vang rồi. Cậu Tân lòng nhói lên. Thằng Đậu thì trợn mắt kinh ngạc. Ông Tuấn cùng hai bà vợ Một lòng không muốn dính vào cái tranh chấp này Gấm mất mặt Phủi tay trên váy áo trưởng mận Vừng thì trái tim run rẩy Tuyên không mấy tốt Bị thầy mẹ chồng nhìn như nuốt sống Gan to vẫn biết hãi hùng Mận càng so càng làm người ganh ghét Gấm Tuyên còn nghi ngờ Vừng lòng chắc nịch Lần này bọn họ bị mận cho vào tình cảnh mất mặt Lê không nổi mặt bàn Vừng nhìn sang mặt mận Mận một mực vô tội nhìn lại vừng thiếu nôn ra máu vì cô đáng giận, cô tính kế chúng tôi làm như bình vô tội cô không biết xấu hổ à vừng mắt bắn ra tia lửa chửi mận mận còn cười trả lại các cô còn non lắm mấy cây kỹ bán mình mua vui của đào hát nên cất đi đừng mang ra ô uế bản thân lắm vừng ghiền răng rồi từ kẽ răng rít cảo không có chỉ vừa hiểu lầm thôi thế á nếu hiểu lầm thì thôi mà sao trên đất toàn cơm rơi thế này Ba người cứng đờ Mấy người còn lại mí môi thực chặt Khó ai không kêu gào Mở cả bớt lại đi thôi Nếu cố hỏi người ta xấu hổ kia kìa Trời cho người ta tí mặt mũi đi chứ Chế cười Mở đúng là biết đùa người Chị dâu cả muôn năm Ngọc chỉ mong mình ẩn đi Đi chung cùng với người vòng quanh Làm đó bình thường như cô ta Khó có thể để người ta bỏ qua Vừng căng ra đầu trả lời Nãy thằng Đậu nó muốn lấy cơm cho cháu ăn em tính đem thêm đưa cho nó để cho mấy con chó ăn no đêm nó không sủa nữa ạ à? mận thản nhiên ngó thẳng đậu thằng đậu tự giác lùi về sau cười gượng trả lời qua ánh mắt mợ biết rồi còn hỏi cái này không phải con muốn chó nó ăn no đi ngủ rồi mận nhớn mày ánh mắt đảo đi chó ăn rồi thế giờ cho ăn thêm là sao có biết đâu mợ biết thừa cố tình làm gì không biết mới tìm mợ hay lắm mợ nhất rồi Mợ thừa và mặt ba ả, à, còn cho con vào vũng bùn. Tôi thích, đúng là mợ giỏi nhất. Thằng đậu có cảm giác mình phải khóc, phải khóc thật đấy. Cậu cả nó đam mê lạ. Người ta lấy vợ lẽ, cùng từ con nhà lành. Tuy nghèo chút, con nhà này thú vui đem hẳn cô đào về bao cái nhà này xem kịch hay. Vợ cả thì đáo để, cấm ai cần nói câu nào. Mợ hiền lắm, mợ là chị cả, mợ cần bao dung, mợ thật tốt mà nó chưa thấy ai chơi người ta mà kiểu học máu không cần đền mạng kiểu này chính mình cho con ở đi tông người ta giờ hỏi sao cơm rơi vãi trình độ diễn cao hơn cả cô đào lâu năm tóm lại có một câu nó chốt trêu ai cấm trêu mợ mận ông Tũ chả hiểu gì chuyện từ đâu ông chỉ biết sắp sao thừa đồ đạc không gọn gàng ông phát bực ông chỉ tay chửi ba người gấm ba cô rực mỡ quá đấy à đêm còn bưng cơm chạy loạn khắp sân Sân nhà vừa sạch sẽ Giờ này lung tung cơm rơi vãi Ba cô mau không dọn dẹp sạch sẽ cho tôi Chúng con không có đâu ạ Cái này con Duyên nó đẩy ngã con ạ Có cãi nữa à Ba cô vào cửa làm nhà tôi mặt mo Rồi không an phận đấy à Các cô không đem đồ đi lung tung Người ta có xô vào mình không hả Con dọn đồ đi cho tôi Nếu cãi thì ra đường mà cãi Nhà tôi không chứa mấy cái người thích gây chuyện Gầm á khẩu Vừng cúi mặt tay nắm chặt lại Tuyền muốn nói Lại bị vừng khều tay Ám chỉ cô ta im miệng Mở mắt hài hước Nhìn ba cô đào hát chịu út ức Cậu ta nhìn thấy mắt đầy ý cười từ mận Cậu khóe miệng cô dương lên Ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều Cậu nhìn thấy cái cục này Do chị dâu mình bày ra Chị tội ba bà vợ lẽ kia Đòn đủ bất ngờ mà Cậu ta nhìn ra Ông Tuấn cũng biết Giữa vợ lẽ của con trai Cùng vợ cả Thì ông chọn vợ cả của con trai ít nhất có dấu cả làm việc không để dấu vết có ba người này làm việc xấu sợ người không biết lại còn cố phơi ra cho người ta xem đúng là mất mặt không có lỗ để chui ông tũng thật tình chỉ nghĩ con trai chưa qua đường ai biết đưa đào hát về nhà làm vợ làm lẽ người ta cũng muốn có người vợ đảm đang nó đâu xa nhìn ngay vợ lẽ của ông đây nhà không giàu nhưng cũng thuộc con nhà gia giáo về làm vợ bao năm nay ông chưa nặng lời với bà Bà tự hiểu ra làm theo ý ông Để việc dạy bảo con cái trong nhà Bà không làm cho vợ cả nhọc lòng Con trai ông đem theo bốn vợ lẽ Làm đào hát về Ông trả ưng nhưng cũng phải ưng Giờ không ưng thì cũng phải thêm vợ lẽ cho con Còn bốn người con gái này Con trai tiếp tục bao nuôi Như một đống tiền bị tiêu hao Ông cũng thấy ruột tim đau chứ Cả một ngày đau đầu Đi đến nhà họ hàng Ai cũng cười vào mặt ông Nói ông không dạy được con trai dù là nói con trai lớn ngu si không ai bằng Để em cô đào hát trăm người kỵ về làm vợ Ông thông gia hôm qua nói Ông không còn từ để nói Hôm nay gặp ông Lại cố hỏi đều Ông tốn bao nhiêu tiền cho con trai bao nuôi cô đào rồi Trong người bực không có chỗ xả Tôi ăn cơm xong tính ngồi hàn huyên cùng vợ một lúc Rồi chuẩn bị đồ cúng giao thừa Ai à biết đâu con dâu không nên thân Đi kiếm chuyện của con dâu cả Để rồi bị con dâu cả không khách khí cho một bài học Giờ ông hối hận khi tham quá Rước phải đứa con dâu nó quá thông minh phản lại Cảm giác không dám kê gối ngủ ngon giấc nào là có thật Vì con trai ông liều một phen Biết rõ con dâu nhìn ra manh mối Ông càng phải cẩn thận Hôm nay ông xem ra bố đứa vợ lẽ này Mang tiếng cô đào Mà không qua được một cô con gái nhà thương nhân Cửa cũng chưa ra Ông thực muốn hoài nghi Dân làng bên kia có phải đồn sai rồi không nhỉ Mấy tháng nay ông quan sát Ngoài việc không gẻ cầm thì đứa con dâu này không kém một bà cô già đời chút nào Ông Tụ liếc nhẹ nhìn mận Ông chỉ muốn chui đầu xuống đất chửi um thằng con trai quý hóa của mình thế nào Ai nói cô con dâu này tâm không đen Ông Tụ nhớ lại cái đây nửa năm Con trai ông nói Muốn về cưới con dâu Rồi bày ra cái việc ngu xuẩn gần đây Để thử lòng cô con dâu này Chuyện lần đó là Thầy à, con muốn cưới mận Cưới thì về ngả lễ rồi cưới mà thầy nghĩ không cần làm cái việc gì ngu xuẩn Có bé về làm dâu tẫn bên kia Sẽ không để con thiệt đâu Cậu Hoàng xin ông Tũn cưới mận Ông Tuấn khuyên không nên dựng chuyện thử lòng Cậu ta cười to trả lời Thầy yên tâm Nhưng mối làm ăn sớm cũng biết Nhưng làm vợ con phải có bản lĩnh Mà không phải một con đàn bà chỉ biết ngồi trong nhà bếp ru rú Ông Tũn ánh mắt lo lắng Con nói vậy Lẽ nào khinh thường hai người mẹ ở nhà đấy hả Thầy nói vậy chứ Thấy hai mẹ chỉ biết ở nhà cúi đầu trong bếp giờ có cái ăn người ở đỡ hơn trước nhưng hai bà có biết làm gì ngoài việc đồng áng trong nhà lặt vặt đâu còn làm trưởng nam bố thầy mẹ nhàn một chút cũng phải lấy được người vợ có chút bản lĩnh con không thể lấy người vợ cả sát cánh với mình chỉ biết theo thùa may vá không giúp gì cho con việc buôn bán được ông tủn thở dài con làm thế nào thì làm nói cho thầy thầy thì con sao cũng được nhưng mỗi làm ăn này phải có con dâu đã đính ước không lấy cũng phải lấy con bé chắc chắn phải làm vợ cả của con. có việc con gia đoạn này không nên để người trong thôn họ nghe đồn, không mệt mỏi lắm. đàn ông năm bảy vợ không sao, kể cả con lấy trong nhà bảy bà vợ bên ngoài, cặp hai ba cô đào không sao. nhưng người vợ của con dù lẽ hay cả đều phải con nhà gia giáo, mà không phải một cô đào có thể so sánh. thầy có hai mẹ, con ở ngoài có một cô đào là tường, mẹ con cũng không mặt nặng mày nhẹ. Có biết rồi ạ. Ừ, nhớ nhà mình là phú ông, không phải nhà nghèo hủi đầu. Nhà nghèo họ cư xử không đẹp, người ta sẽ ít nói. Nhà mình giàu, sống để tiếng xấu, nó khổ lắm con ạ. À. Thầy chưa muốn đi nhà tổ, để rồi cho mấy cái ông trong đó nhìn bằng ánh mắt không vui đâu. Họ chửi cho mặt mũi xấu hổ lắm. Con bao nuôi bao nhiêu cô đào thầy không biết. Như con Ngọc, nó chỉ được đi cửa sau, không được đi cửa trước. cửa trước, đáng nhẽ không được vào cửa. Thầy nhìn đứa con, đứa cháu trong nhà mà cho vào Con đừng có đi quá giới hạn Còn nhà ông tận bên kia có tiếng bênh con, bênh cháu Đừng để họ đến nhà gây chuyện Không nhà chúng ta không có một ngày nào yên ổn đâu Con biết rồi ạ Mận bên đó, con sẽ để cho em ngồi chỗ vợ cả Nếu em có năng lực, có không thì chỗ đó không xứng với em ấy Thôi, con làm sao thì làm Ông Tụ nhớ lại rồi lắc đầu tha một tiếng trong lòng con trai ơi, con đây là dẫn sói vào nhà Người vợ này của con không chịu yên Nếu mấy người vợ lẽ của con không an phận Chỉ sợ qua Tết Cái nhà thành nồi cắm lợn Bị một phút đắc thắng của con thôi Vừng đi lấy trổi về Cùng hai người gấm dọn dẹp Ông tụ sau đó chỉ đứng một lúc Kéo theo hai bà vợ đi về nhà chính Nhoáng lên chỉ còn ba người mận cùng ba người gấm còn tại chỗ Gấm âm hỏi cô Là mày đúng không? Mày cố ý cho con ở đi đụng phải chúng tao đúng không? Mận cười tếu tếu Ba cô buồn cười thật đấy Tôi còn tại gian nhà này Chỉ nghe thấy tiếng động mới chạy tới Ai biết ba cô mắt đẩy trên trời Không nhìn thấy chi rồi đụng vào người ta Bây giờ còn kêu gào cái gì vậy Tuyên nhỏ giọng át giọng to chửi Không phải mày thì ai Con ở này nó biết đúng thời gian chúng ta đi đến à Cô nói đúng có gì là không thể Nó có việc đi xuống bếp Đi qua gặp ba người Mắt để chênh chán nào biết nhìn đường cho nên xô nó ngã Tôi chưa hỏi tội ba người cái việc dọn dẹp cơm trên đất dưới bếp Ba cô lại thích giọng chủ chửi người Dọn hay không? Cần mày quản à? Tao nhìn cái mặt mày tao buồn nôn Gấm vừa thốt ra Mận vỗ tay vàng bôm bốp cười Nghe câu này tôi nhớ tới một người từng nói như vậy với tôi Càng nghe tôi càng vui nhá Ba người không thấy Ba người có buồn nôn hơn tôi à? Làm cô đào như ba cô ấy Một đêm hầu mấy ông Chắc không nhớ đúng không Tôi đây có buồn nôn Ba cô thì xứng gì khi người ta nhìn thấy Có điếm này Mày nói ai buồn nôn Gấm gầm thét Ai trả lời thì người đó là ai Tôi không nói không có nghĩa Tôi để ba cô thích làm gì thì làm Con người của tôi có giới hạn Đừng để chạm vào nghịch lân của tôi Không thì đừng trách với tôi Cậu Hoàng tống cổ ba người về nơi phồn hoa Cậu hay lui tới về đêm ấy Thì tôi cũng không để tâm đâu Mày Cả bà gào lên Mận chỉ mắt thẳng ba người họ thách thức Mận kéo con Duyên nhìn ba người Sau đó rời đi Ba cô còn non lắm Ba cô đào hoa bao lâu Hóa ra chỉ từng đó bản lĩnh Muốn làm vợ cậu cả Vậy xem các cô có mấy cái tự tin Nếu không có thu cái đuôi chuột lại Không có ngày mèo nó vờn cụt đuôi lúc nào không biết đâu Bóng lưng mận khuất dần Vừng nắm cán chổi rít cào Cô ta khinh thường người quá khinh tôi chưa hết đâu cô ta nhục mạ chúng ta một đêm hầu mấy người tôi thề với bản thân cô ta khinh tôi một tôi trả mười vương hỏi đều hai người kia thế hai cô tính làm gì đối với cô ta không nhìn mình có bao nhiêu sức à thế cô nói chúng ta phải làm sao tôi thực sự không nhìn nổi vẻ mặt đắc ý của cô ta tuyên hậm hực hỏi gấm cũ gật đầu theo hai người cảm thấy mình bị mận khinh thường quá mức vương mắt đầy bực tức ngày mai mùng một hai người không cần làm gì sai trái qua tết cậu về đến nhà chúng ta dùng cách cũ nói cho cậu nghe đàn ông mà ai mà không quan trọng cái việc kia để xem cô ta làm thế nào loại gái còn chi như cô ta không đáng cho chúng ta coi làm chị cả ngọc cô ta giống chúng ta đều là cô đào hát không thông minh hơn được cứ nhằm vào cô ta kéo xuống trước để rồi xem mận cô ta tính thế nào khi bên cánh tay trái mất một đây thế còn con duyên con ở thôi có gì mà đáng sợ vừng cô ta không biết thân làm cô đào có bao nhiêu chê cười con duyên làm con ở lại sáng rõ hơn cô ta rất nhiều ba người tức giận bao nhiêu vẫn phải nhịn xuống rồi dọn xong chỗ cơm về gian nhà của mình ở mận kéo theo hai người con duyên trở về đến nhà duyên nén hết nổi nó ngồi xổm xuống lăn ra chết cười mất thôi con nhìn ba cái mặt như ba cái bánh trưng mà đau hết cả ruột gan ạ à thời của ai ngu tới mức đi cãi lời ông đấu chứ không cái ông còn nhân nhượng cãi rồi à bị chửi đầu chúi xuống đất mày nói đúng đấy duyên ạ à. tao trước to mồm là thế nhưng chưa dám cãi ông bà nửa câu cãi sướng cái mồm mệt cái thân làm dâu có thể nói nghe ăn kẻ ở nhưng không được cãi tên mẹ chồng điều tất yếu mà ba con hâm không biết tao ngốc mà ngốc có phúc chúng nó chửi tao ngu mà không nhìn lại cái mặt chúng nó có khôn hơn tao đâu nhìn mặt thầy đen như đít núi ấy. Mà còn đi cái lời Không biết cậu cho ba người đó bao lá gan nhở Mận ngồi xuống ghế cười Hai người cười nhỏ thôi Ở ngoài ba người họ đi qua không hiểu Tưởng chúng ta ăn đường đêm giao thừa trước nhất đấy Mợ ơi con nhịn không được đâu Mợ không biết lúc nãy bà ở đó Giống chi bị đốt cháy lông ấy Bị người ta phát hiện Ít nhất không cần kêu gào đi này Chiếc tê gào to Gọi cả nhà đến xem Ngọc nói tiếp Duyên mà chả hiểu gì Cô đào lúc đó cũng phải to mồm Điển hình như tao đây này Nghe mặt nói Mận mặt bất biến chỉ còn bật cười thôi Có duyên nó cười càng to Nó bụng chỉ mặt ngọc Mợ hai Mợ nói có đau bụng quá Mợ nói đúng Mồm to điển hình như mợ Não nhỏ như mợ Không Mày nghĩ sao ba người đó ngu như tao Tao tuy nó to Nhưng chu quy không thâm như ba đứa đó được Vâng 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 Mợ không thâm như họ Mà con nói thật mợ được tự ái Nếu mợ vào trường hợp như ba người họ Mợ chửi nhiều hơn đúng không ạ Có duyên hỏi đúng ý mận muốn hỏi còn mặt đỏ lên nhỏ giọng Tất nhiên là chửi nhiều Nhưng nói thật em không dám cãi ông Tũ đâu Cãi chị hay cãi cậu em dám Còn thấy mẹ em nói thật Mười cái mạng em cũng không dám Hai người nghe xem đúng không Em làm lẽ hay chị mận làm cả Ai làm dâu không biết người to nhất là thầy mẹ chồng Họ cãi một câu Họ tống cổ ra đường Bình thường em cãi nhau với lại chị cả là vậy Mẹ chồng chỉ nói vài ba câu trách mắng Nhưng thử em cãi ông bà một câu xem Giờ này ngồi tại chỗ được hay không ạ? À? Mặt đồng tình gạt đầu Cô nói là thật Nếu như cô chửi nhau với tôi trước đó Mà thầy mẹ nói có một hai câu Cô cãi lại Tôi nói thật Giờ này cô ở chỗ nào đó Mà không phải gian nhà này của tôi Cậu Hoàng có bao che Yêu thương cô đến đâu Nếu cô chửi hay cãi lại bố mẹ cậu ấy Cô không xứng làm vợ cậu ấy nữa Thì em nói đây Ba cô ta không nghĩ mình thông minh quá hóa ngu à Em biện to Nhưng tâm em thật sự không có như bọn họ Trước kia em có kêu khóc kêu ca cái gì đó Cậu có lúc không lý đâu Khi em bị đẻ non Luôn mồm đổi cho chị Nhưng em đâu dám làm quá Nói thật em sợ Cậu cứ nói cho em làm cả Nhưng đều nói mồm chứ có làm đâu Em mà như ba người họ Em không phải là mợ hai ngọc Lúc anh trai của chị cả đánh Em mới thực đau chỉ biết rằng kêu với cậu Sau khi đánh nó em cũng có dám nói gì đâu Chính vì thế Em có gào to cỡ nào trong nhà Có ai nhìn tới Lúc đầu em không biết Nhưng hai hôm nay em nghe chị nói Em hiểu ra nhiều điều Mà trước kia dù hầu hạ cậu tận tình Có thêm con ở bên cạnh cũng không biết Gấm cô ta khinh thường em Chỉ biết hầu cậu trên giường Nhưng ba người họ có khác em là mấy Nên nói chó chê mèo lắm lông đi Nói hay, nói hay đấy Ngọc tự tin nhuyến mày cười Tất nhiên đi theo chị cả không thông minh lên Chỉ sợ vài ba bữa nữa Bị người ta nắm cùi trỏ rồi đều ngã hết ý Ừ, cô hiểu vậy là tốt Nói chung ngày mai không có chuyện gì đâu Qua mấy ngày Tết có kịch hay để xem Em cũng mong chờ quá Nói thật nhé, hôm nay em thấy thầy khác lắm Không giống như bữa trước ạ à. Sao không khác được Cậu Hoàng không giả ngu nữa Thì ông cũng nên về bản chất Cô nghĩ một nhà nông bình thường Có ngày hôm nay đều ngu ngơ á Mặt ông như hổ giấy Tâm biết thực sự là con sư tử gốc Tự hỏi nếu không có đầu óc Thầy liệu có vực dậy nổi một nhà như hôm nay Người thầy này không chỉ tham tài có đích thực là mấu chốt trong vở diễn từ lòng ngu ngốc của cậu Hoàng. Ngọc con duyên trầm mặt xuống, cái gồng Tũn hôm nay quát máng ba người gấm, đủ làm cho người trong nhà hiểu biết, ai mới là người to nhất nhà, muốn nháo thì đi ra ngoài mà nháo. Ở nhà ông đừng làm sang làm bậy, không ông ném ra khỏi cổng. Đáng tiếc để ông Tũn biết mà ngăn con trai đừng mở con đường thử vợ kiểu này, có lẽ nhà ông sẽ không như bây giờ hai ông cho con trai lấy con nhà lành về làm lẽ nó giảm đi rất nhiều hệ lụy đáng xấu hổ như bây giờ mọi người nói chuyện tâm cô ở nơi khác không vì chuyện gì chiều nay cô về nhà mẹ cô nói chuyện cậu phú cho cô biết cậu nguyện chờ cô nếu cô không chấp nhận cậu hoàng hai người nếu như ly hôn cậu ấy sẽ không màng mọi thứ đi ở rể để lấy cô làm vợ mọi thứ trong nhà cậu dành cho em trai lo lắng giúp mận nghe xong cảm xúc ngổn ngang Đến hiện tại lúc mang cơm cho cậu Hoàng Cậu giờ thói ra trưởng Cầm quyền Cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng Cô không biết mình nên đi tiếp con đường gì nữa đây Ngay từ đầu Cô bị cậu mang đi vào cái trò ngu ngốc này của cậu ta Cô mệt mỏi thực sự Nếu ngay từ đầu cậu ta lấy cô chỉ là thử thôi Đâu cần làm ra đám cưới pha trò cười cho dân làng hai bên Trên đời này Cô lần đầu thấy người đàn ông tính toán chi ly như cậu Hoàng Cậu đem vợ lẽ như là mưa về muốn thử vợ cả Cậu muốn biện minh ra sao cũng không quan trọng để ý đến Nói để yêu cô khi cậu thay đổi Cậu cười với cô Cậu không còn nói cô đĩ điếm Mận nghĩ đến đây cô dù mình nảy bắn người Ngọc con duyên hỏi cô có chuyện gì thế Hay trời lạnh quá chăng Mận lắc đầu cười Cô dù mình với suy nghĩ của mình khi nãy Cậu Hoàng có một ngày thay đổi Làm cô lú lẫn theo cậu rồi một con người mưu mô như vậy quyền lợi trước mắt sao thấp hơn tình cảm được là một người con gái một người vợ cô cũng muốn người chồng dành cho mình chút tình cảm sự tôn trọng nào đó mà không phải thứ gia trưởng sự thử thách xem cô có xứng đáng làm vợ cả hay không cậu hoàng đi nước cờ sai lại còn sai hơn nếu cậu gặp một cô gái như ngọc có lẽ cách này của cậu không ảnh hưởng gì nhưng tiếc cho cậu cậu lấy một cô gái có chính kiến có lòng tự trọng cao hơn cả tình yêu Cậu vì sai lầm mà hối hận đã muộn Không chiếm được tình cảm của cô Cậu điên cuồng hành vi điên rồ Khiến cô vừa ghét lại vừa nhẫn cậu Sáng sớm ngày mùng 1 đầu giờ mão Mở dậy mặc xong quần áo Đi gian bếp nấu đồ cúng ông bà ngày đầu năm mới Đi xuống bếp chưa ai đến Cô sai ngọc đi vo gạo nấu cơm Con Duyên đi nấu nước nóng Để lát nữa ông bà dậy Đưa cho vú Lam cùng ông bà rửa mặt Mẹ lấy đĩa thịt muối đem kho Đem cá nướng Rau đem luộc nấy nước Bánh trưng đem bóc vỏ cắt khoanh bày ra đĩa Mọi thứ chuẩn bị xong hết Người nhà trong nhà lục đục mới dậy Và người mới vãng lai gian bếp tỉ như gấm vừng tuyên Ba người đi đến thấy mọi thứ đầy đủ Lúc này mới đưa đẩy nói Chị cả hôm nay đảm đang thế Chúng em lấy trời lạnh Nghĩ sao giờ mão chị dậy để chuẩn bị Mẹ mất kiên nhẫn Cô Thanh giọng nói Thôi không cần phải nước mát thớ xong Ba cô đi lên nấu cám cho lợn ăn Ngày đầu năm không có người ở mà đợi người ta nấu thay cho Ba người mặt màu gan heo Tuyên tức đỏ mắt lên cãi Chị nói cái gì Mới sáng sớm mùng một chị bắt chúng tôi nấu cơm cám lợn á Mận làm ngơ Cô ta chào phúng cười Đầu năm thì sao Dậy muộn thì phải nấu Chứ không lẽ các cô để tôi đi nấu á Gặp kiêu ngạo chỉ con Duyên Chị nói hay lắm Con ở này sao không để nó đi nấu còn thằng Đậu, con Thủy, con Tị Ba chú nó làm ghen kẻ ở trong nhà Sao không để chúng nó làm việc con hầu Chúng em làm vợ của cậu Đâu phải làm người ăn người ở trong nhà mà đi nấu cắm lợn Ba cô có đi hầu giúp chúng nó hay không Tôi nói Ba người đi nấu cơm cắm lợn Thì chỉ có một phần Còn chúng nó phải cho gà Đi lấy cỏ cho trâu Dọn chuồng cho chúng nó Con Duyên nó ở đây có mấy ngày Tết Già Tết nó đi theo thầy tôi bên kia đi huệ buôn bán Nó không lấy công nhà này Nó ăn mấy ngày tôi bỏ tiền đóng cho nó ăn Nó giúp nấu cơm nấu nước hầu thầy mẹ Thay ba người rồi Ba người muốn sao nữa đây Nhưng thế chị không nên sai chúng em đi nấu cắm lợn ngày đầu năm mới chứ Mừng hiếm khi lên lời Nói ra lại mang hàm ý Không trách tuổi nhỏ Cái đầu không chê vào đâu được Mận muốn cười to vào mặt cô vợ bé nhất của chồng mình Cô ta nhắc khéo cho cô biết cô ta làm vợ cậu không cần phải làm mấy việc dành cho người ở cô ta xuất khẩu thành thơ đã khen cho lòng dạ thông minh nhưng thông minh quá thì sẽ bị phản lại nói cho sang mà không nhìn cơm cúng nước nóng cho thầy mẹ dùng là ai chui đầu và nấu vừng nói vậy ý nói mận không bằng được ba người họ không cần so sánh rõ khổ nói người ta mà chẳng tâm chính thân phận của mình cậu hoàng chọn lòng tin Họ phải phục vụ cậu ta như ca kỹ Mà đâu biết tâm người đàn ông đó sâu như biển khơi Mận không dây dưa Cô nói thẳng Ba người muốn ở trong nhà Thì làm cho ra cái thân phận Ba cô là vợ cậu thì tôi cũng vậy Tôi còn phải làm Ba cô làm lẽ muốn ngồi chờ mời ăn đó. Ba người thấy mình có mặt mũi lắm à Hôm nay là ngày bao nhiêu Chắc ba người hẳn biết Nên bớt gây chuyện đi Dậy muộn đã xứng đi làm dâu chưa ở đây là nhà chồng các cô Mà không phải cái chỗ dành cho cô đào hát Muốn giờ nào dậy cũng được Làm dâu thì ra dáng làm dâu Có không muốn nhà này không chữa được ba cô đào cao quý như các cô Cô Cả ba đồng thanh hô lên Mận khí thế vợ cả càng cao Cô quay qua nói con Duyên Em đi gọi thằng đậu con Thủy Con Tị đi cho châu gà ăn Dọn dẹp sạch sẽ Để vào một cái thúng trong góc chuồng Tránh đầu năm Mùi nùng bay ra trong nhà không may đâu Dạ vâng ạ Ngọc, cô đi về gian đem đồ khi nãy thay ra để vào một cái chậu Rồi đi khắp nơi gom đồ vào một chỗ Ngày mùng 3 ta đi giặt sau À nhớ không cần qua chỗ ba người họ Có chân có tay thì tự làm được Không cần người hầu hạ Em biết rồi ạ Ngọc cùng con Duyên đi ra ngoài Trong gian chỉ còn mình mận Cùng ba người gấm Cô quay người bắt đầu nấu đồ Để tí cậu em chồng đem đi cho chồng cô ở ngoài nhà tổ họ Nhóm lửa, cô trong lòng muốn chửi cậu Hoàng đến thối cả đầu rồi. Bà đầu nghĩ là đi nhà tổ trong ngày Tết nó hay lắm, mà giờ cô mới biết nó rắc rối thêm. Tự dưng trong nhà ngày Tết lại phải thêm ông tướng cần hầu hạ. Ngày bưng ba bữa, đem quần áo cho thay một lần, quá lớn cũng không như vậy. Cơm sáng xong xuôi, người đến chúc Tết hết đợt này đến lượt khác. Cơm chiều, giờ thân, bận hì hục trong bếp thổi lửa nấu cơm chiều. Làm xong đồ ăn, cô đem giỏ đồ ăn đem lên nhà thờ tổ cho cậu cơm sáng cơm trưa cậu tân thay cô đem đi cơm chiều cô không dám làm phiền chú em chồng nữa đành cúi đầu đi đưa cơm dọc đường đi cô gặp ai đều tươi cười cho họ một câu chúc họ năm mới an lành đi vào sân nhỏ cô trông thấy cậu hoàng ngồi trước chõng tre nhâm nhi chén nước cô đi đến đặt cái giỏ cơm xuống sau lấy từng đĩa đồ ăn ra bày trước mặt cậu cậu ăn cơm đi cho nóng cậu hoàng buông chén nước đâm chiêu nói Em đã ăn chưa? Lát về em ăn sau, cậu ăn trước đi cho nóng Em có vẻ lạnh nhạt với chồng nhở? Không có Từng em lấy cậu đến em đều vậy Cậu suy nghĩ nhiều rồi ạ Cậu Hoàng lấy cái bao đỏ đưa cho cô Cái này cho em này Mận ghé mắt không tin, cậu thực cho em à? Ừ Cậu không sợ, nhà có bốn cô vợ lẽ Họ biết họ sẽ nói gì à? Cậu Hoàng mấp môi, em khác bốn người họ Tôi cho vợ cả của tôi mận cười như gió xuân cậu hôm nay mới nhận em là vợ cả của cậu đấy mới hôm trước là em không sướng kia mà hôm đó khác giờ này thì khác cậu đúng là khó hiểu thật nhà có mấy bà vợ cậu cho mình em thế này khác nào cậu tính đầu năm muốn trăm ngòi cho pháo nổ tứ tung em đây mười hai ngày ngồi nhìn mấy người vợ của cậu em mệt mỏi rồi cậu lấy vợ lẽ đúng khẩu vị khác người cậu hoàng bưng bát cơm xả vờ không hiểu em nói tôi khác người là khác chỗ nào mà cẩn thận suy nghĩ một hồi sau đó nói Cậu khác thế nào tự tâm cậu biết Em có phải cậu đâu xem biết được Em không biết Vậy trong năm người sẽ không ai biết Cậu chắc chắn em sẽ biết á Cậu hoàng sâu kín như cô vợ nhỏ hơn mình 2 tuổi Đúng tôi chắc chắn Người đọc được tâm tôi Người nhìn ra tôi giả ngu Giả hồ đồ Sao lại không biết được chứ Em nghĩ tôi được đọc từng đó xác hiền là vui đùa đấy à Chỉ có Ngọc mới không biết tôi kế hoạch Mận cười mỉm ánh chiều tà chế lưu gương mặt trái xoan. hai lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện trên má cô, khiến cậu nhìn cô đến đơ cả người. Cậu cảm xúc lúc này muốn tát cho mình một cái thực đau để tỉnh. Không biết sao, cậu chưa có thể thốt lên nhìn cô đến buồn nôn. Bây giờ thất thần như vậy mới biết mình ngu si. Thật buồn cười khi không nhìn rõ gương mặt này một lần nghiêm túc từ khi cô làm vợ cậu đến nay. Vị diễn, cậu bỏ lỡ bao khoẻ khắc đẹp thế này của vợ mình. Cậu nói quá rồi em không khôn ra để cậu đánh Để vừa lẽ đè đầu Vì em có lỗi với thầy mẹ quá Thầy mẹ đẻ ra chưa báo hiếu được ngày nào Bị người đàn bà chung chồng đè lên cổ ngồi Thực là mất mặt Cậu Hoàng cạn lời Cậu cúi gằm mặt ăn cơm Vợ cậu nói sợ quá Tự cậu chuyển qua thầy mẹ vợ Cô không cần nói kiểu này Cho cậu chút thể diện được hay không Cậu đang hối hận mà Tha cho người ta con đường sống đi nào Em cần gì nói nặng thế Tôi đây quan tâm em còn gì Thôi em xin cậu Cậu dành tình cảm cho ba em vừa vào cửa đi Chỉ cần cậu đừng nhục mạ em Là đĩ đếm em mừng rồi Tôi sẽ không nói nữa Vậy em cảm ơn Cậu ăn nhanh lên em còn dọn đem đồ về Cậu Hoàng tay cầm đũa phát run Cậu tự làm tự chịu đây mà Đáng nhẽ đừng người ta tâm niệm Làm vợ hiền không muốn Là để vợ nó ghét cho Cái này kêu quả báo đến nhanh không kịp trở tay Cậu ăn xong Mận không nói hai lời Cô nhanh nhẹn đem đồ cho vào giỏ tre Rồi đứng dậy đi về Để cho cậu Hoàng của một mình chơi trọn Nhìn bóng dáng cô xa dần Mấy ngày Tết sau đấy Hàng ngày Mận đều đặn đem cơm cho chồng Nấu cơm dọn dẹp nhà cửa Đúng bổn phận con dâu Ông Tũn bà Quý rất hài lòng với cô Nếu ban đầu Ông Tũn chỉ nghĩ lấy cô về cho con trai làm vợ Được lợi cho mối làm ăn Thì bây giờ Ông cảm thấy mình được cô con dâu đảm đang Đáng đem đi khoe khắp làng Ông hoàn toàn quên mất chuyện xấu hổ trong năm cũ Từng những việc khiến người nghe thẹn với lòng Nên nói cậu Hoàng vô liêm sỉ giống ai Bởi người ta chắc chắn Nói bố mẹ nào thì con ấy Ngày rằm tháng riêng Sáng sớm cậu Hoàng từ gian của gấm Đi thẳng lây gian của mận Thấy cô đang ngồi theo gối ngủ Cậu đi đến kéo cái ghế ngồi đối diện quan tâm hỏi Hôm nay em không đi xem đình làng xem hội à Mận ngẩng đầu Bây giờ mới qua giờ mão Và giờ thì khắc đầu vội đi gì sớm Cậu hàng lấy lòng Tí nữa đi cùng tôi được không Mận từ chối thẳng thừng Cậu đi với em ba, em tư, em năm ấy Em cùng với Ngọc, với con Duyên Hẹn cái hộ hôm nay đi cùng nó rồi Chồng em nói đi cùng em không đi á Mận điếc không sợ Cậu cần gì phải làm như vậy cho dài dòng Ba em còn ở kia chờ Nhà nhiều vợ Em làm chị cả Không làm gương Sao ai phục Tính em không thích tranh đua Một điều nữa mới qua Tết không lâu Em không muốn vì đi hội làng thôi Trong nhà ở Mỹ Dân làng họ trông vào chỉ trò thấy mẹ không vui Thân làm con dâu Cái điều này thôi mẹ em không hiểu Thì xứng sao nữa đúng không cậu Cậu Hoàng liếc nhẹ cô rồi đứng dậy nói Nếu em không muốn Vậy tôi đưa ba mấy đi Vâng chúc cậu đi vui vẻ Cậu Hoàng nhìn cô Chỉ tiếc mận không hề để ý cảm xúc của cậu Nói trắng ra Cô không mừng cậu nịnh bợ cô Hay cậu cố gắng lấy lòng Cô không quen với con người này của cậu Cậu chỉ cần không vô cớ nổ điên chửi cô Cô thấy rất làm vui mừng Còn bây giờ cậu đến trước mặt cô quan tâm hỏi han Làm tâm cô run rẩy sợ hãi không thôi Cậu Hoàng rời đi không lâu Ngọc đi về gian mận Cắt chỉ theo vào hòm Sau hai người cũng đi về nhà cô Cậu Hoàng ở bậc hè nhìn hai người vợ rời đi Không cho cậu ánh mắt Cậu Tân thấy anh trai một mặt thâm tình Cậu đi đến nói nhỏ Anh đã sai ngay từ đầu Giờ qua đi thử lòng vợ như anh mận không giống bốn người vợ lẽ này anh lấy về bốn người vợ mỗi người một màu sắc nhưng trung quy không thắng được người con gái có người chỉ bảo từ nhỏ cậu hoàng nhìn em trai cậu bột miệng nói em thích chị dâu của mình lắm đúng không cậu tân lắc đầu em chưa từng hối hận đem lòng yêu chị dâu ngay từ đầu anh có thể cho mận hạnh phúc nhưng anh không bỏ được tính chiếm hữu anh quan trọng tiền bạc anh sa đọa không lối về anh nghĩ em không biết ở nhà hiện tại chỉ có năm cô vợ còn ở ngoài anh có bao nhiêu cô ạ à? em tính thế nào cậu tân cười anh thực sự yêu chị dâu thì thay đổi đi không phải mình em là đối thủ hiện tại của anh đâu anh chưa cùng chị chung giường anh không làm gì được thì buông tay đi đừng hành hạ một cô gái như mận tiền tài quan trọng nhưng lương tâm quan trọng hơn cầu hoàng dẫn phát hờn tân anh là anh trai em nếu anh cùng mận có ly thôn thì em cũng không lấy được em cần gì phải nhằm vào anh em không lấy được nhưng em sẽ chiếm được trái tim cuối Em khốn lắm Tân Anh từ không ngờ em lại như vậy Anh đừng trách em Ngay từ khi anh ngả lễ Em đã nói anh không thể thương cối thì để em Anh khi đó nói em không xứng với Mận Em nhận em không phải con vợ cả Em là một người làm lẽ đẻ ra Nhưng em cũng là con trai trong nhà Em chỉ thua anh cái danh mẹ cả đẻ ra thôi Anh biết em đã lui Nhưng do anh quá đáng Anh nghĩ thế nào khi đem bốn cô đào về làm vợ Anh đi ở ngoài phóng túng thành tính Không ai nói gì nhưng lấy vợ phải nhìn tông môn nhà người ta rồi lấy Đàn bà gả chồng Họ dù chung chồng còn chọn giống mà gà kia kìa Anh thì ngược lại Không xem lợi làng thế nào Để em gái điếm về làm vợ Cho cả làng người ta cười chê gia đình Rồi anh thay đổi thì làm gì được nữa Cậu hoàng tim run rẩy Em trai cậu giống kiểu góc tường Có bao nhiêu chỗ cậu ta đều nhìn tới Cậu có bao nhiêu góc khuất Bị em trai đào ra hết Cảm giác trột dạ nó quanh quẩn cả da đầu cậu Em nói hay nhưng Mận vẫn chỉ nhìn em như cậu em chồng thôi Vì sao ạ? À? Em đâu cần cô ấy phải làm vợ em khi này Anh đã lấy cô ấy Em không thể chung một vợ với anh trai Em chỉ cần bảo vệ cô ấy không khổ sở Để khi anh cùng cô ấy ly thân thôi Ai nói anh sẽ ly thân? Cậu Tân nheo mắt Anh không tính toán bố tha cho Mận ư Anh tính để cô ấy sống với cái trinh cả đời Hay anh tính Dùng tính gia trưởng bảo thủ của mình Giam cầm một cô gái để đạt được lợi ích của mình Cậu Hoàng bị em trai chất vấn Mặt cậu mất tự nhiên Cậu không dám nói chính mình Đã nghĩ đến việc buông tay cô gái cậu thích Từ ánh mắt đầu tiên đó Cô thông minh xinh đẹp Cậu sẽ có thể để cho người đàn ông khác bên cạnh cô Cậu có được hôm nay Cũng khổ mài đọc sách Học tập buôn bán Cậu đi khắp huyện thành Không nơi nào cậu chưa thử qua Lần đầu cậu biết lên giường với cô Đào Khi đó cậu mới 16 tuổi Cậu biết làm đàn ông mấy ai chịu được chỉ có người đàn bà bên người Cậu đi quán hát gọi cô đảo mua vui Bao nuôi hết cô này đấy cô khác Đều vì sự chiếm hữu như em trai nói Thầy cậu Ông còn có người đàn bà khác ngoài luồng Không tính hai người mẹ của cậu trong nhà Trên huyện Ông bao nuôi người đàn bà khác Cậu thấy bình thường Em trai cậu làm quá nó lên thôi Mận yêu cậu Chỉ một phần nhỏ Cậu không thể chỉ có một mình cô Cậu đem bốn người vợ lẽ về thử cô Nhưng cậu biết cô làm đàn bà Không có quyền cấm cản cậu có mấy người vợ Cậu không bắt cô đi cưới vợ về cho cậu Đã tốt hơn khối người ở trong làng Cậu Hoàng khinh thường cách nói của em trai Em trai cậu buồn cười hết sức Có ai mà đi thích một người đã có chồng Rồi cứ ngốc quá ngốc Cậu Hoàng khinh người em trai nói Cậu không tin em trai Để rồi đến khi cậu nhận ra vấn đề nó sai chỗ nào Nó lại đã muộn Cậu Tân từng nhắc cậu Cậu ta không phải người duy nhất thích mận Không phải người duy nhất cùng cậu trọ đá Khi cậu ngã ngựa. Tuy trong cuộc tình tai năm Cậu Hoàng lúc đầu là người may mắn nhất Cậu có sai, có sự cả nửa đời sau Bao cố gắng, cậu mới nhận được ánh mắt chân thực nhất của cô Cậu Tân biết Mình không có được cô làm vợ Cậu duy nhất được cô dành tình yêu của sự anh ấy Cậu Phú cũng có được tình yêu ban đầu Rồi lời hứa của cậu vẫn không thể thực hiện một người đàn ông sát vách từ nhỏ làm bạn với cô Về sau cậu đi làm ăn xa Khi trở về cô đang trong gia cảnh khó khăn Ba người đàn ông đấu nhau không ai chịu ai Cậu ta một câu thổ lộ khiến cả thôn đồn thổi Cô không biết giữ đạo làm vợ Một giáp ba Cậu hoàng mưu mô, cậu tân ổn trọng, cậu phú khôn ngoan Cậu an âm hiểm Mận thông minh là thế Gặp bốn người đàn ông ngang hàng với cô Tất cả phải nói về sau, rất lâu sau này Cậu Hoàng cùng em trai nhìn nhau ba người gấm đi đến đánh tan sự xấu hổ cậu tân cậu không đi hội làng xem à người hỏi là tuyên cô ta hỏi cậu tân tránh đi sự gượng gạo em không ạ à? ba chị cùng anh hoàng đi hội làng đấy à ừ nãy cậu nói đưa ba chị đi xem hội làng cậu có đi cùng luôn không vừng tỏ vẻ làm chị dâu hiểu chuyện gạng hỏi thành công làm cậu tân một thân nổi da gà cậu liếc mắt nhìn anh trai ý hỏi anh chọn vợ vừa lắm cậu hoàng cười như không liên quan cậu ta nhảy mắt trả lời em trai em trai quá khen Cậu Tân nhận được đôi mắt tự tin của anh trai Cậu ta thiếu hoa mắt chóng mặt trực tiếp ngất xỉu Không biết xấu hổ Không ngờ có lại trình độ như anh trai cậu ta Cậu Tân bình tĩnh lắc đầu Không, ba chị cùng anh Hoàng đi vui vẻ Em tí nó dẫn theo cái huệ Cú Tuấn với cả chị Vân đi xem hát trên sông ạ Thế em đi sau nhé Dạ vâng Nói xong cậu Tân không dám dừng thêm một khắc Cậu chạy nhanh đi xuống gian của chị gái Đón Cú Tuấn cùng đi Cậu Hoàng thấy em trai chạy chối chết Cậu mỉm cười nói với ba người gấm Đi thôi, đi hội làng Ba em đừng làm cái gì khiến tôi mất mặt đấy Vâng, chúng em nghe cậu hết Cậu Hoàng ừ, sau đó dẫn ba người đi Về phía mận Cô đi đến nhà, thấy em trai em gái Anh trai chị dâu đều chờ ở cổng Cô đi lên chào hỏi Sau đi cùng với mọi người Đi đến đoạn giữa làng, cái hậu thủ thì bên tai cô Chị à, tí cho thêm người đi chơi chung với mấy người chúng ta được không? Mận khó hiểu Mọi người đông đủ rồi, thêm cái gì nữa? Cái hậu á khẩu nghẹn lời Nó hết nói nổi chị gái Cái tím ở bên giải vây giúp cái hậu Cái này em hỏi nhiều làm gì Có người là có người thôi Đằng nào cũng chẳng đi chơi cho vui đủ không Mở gật đầu thế ai đi cùng chúng ta Tím thần bí Người mà em còn hiểu hơn cả chị đấy Mận cái hiểu cái không Người mà em hiểu biết á Ừ Là ai nhở Mận càng nghe càng mông lung Em gái cùng chị gái nhà bác này Càng nói chuyện càng ẩn ý làm cô mệt cái đầu suy nghĩ Tìm thấy em gái không nhận ra ai, Cô ta bĩu môi Là cậu phú cha nữa mà nghĩ mãi không ra Mận tay run rẩy nghe tên cậu Từ ngày cưới đó cô không gặp lại cậu Chỉ sau này nghe thầy mẹ nói Cậu nói cầu nguyện chờ đợi cô Nếu cô cùng cậu Hoàng ly thân Từ đó đến nay cô không nghe tới ai nhắc Hôm nay cũng thực phải cùng nhau dạo hội làng Cô mất tự nhiên lắm Mặt cứng đờ cô cười nhạt Hành động này của cô là vào mắt mấy người thân của cô Cậu đủ trong lòng nghĩ Ai, Duyên phận cả rồi Xem ra cậu Phú không có duyên cùng em gái mình Cái hậu thì nhăn mày Chị bạn đây là tiếp nhận hay không nhỉ Cái tim nói Xem ra luật làng khó quá Hai người khó đến với nhau Còn thằng Vinh thì nghĩ Chị gái mạnh mẽ quá cũ khổ Mọi người cảm thán trong lòng Ngọc lại một mặt ngưỡng mộ mận Cô ta biết Cô có người đàn ông cùng thôn thích đến không màng tất cả để chờ. Ngọc biết người đàn ông này chấp nhận chờ mận, cũng vì cô có chỗ hơn người. Cô lương thị xinh đẹp là thế, có ai không si mê? Mận hồi lâu sau nói, Cậu ấy muốn đi, sao giờ chưa tới? Tất cả mở to mắt ngạc nhiên. Cô hỏi cậu bao giờ đến á? Đầu mấy người nhanh chóng suy xét Xem em gái, chị gái nhà mình thông suốt Chấp nhận sau này gửi gắm tương lai cho cậu Phú không Mận mà biết mấy cái đầu đang nghĩ xấu cô Cô không đào ngay mấy cái hố lấp kín lại Cô không phải là Mận Nói một suy ra ba này Chỉ có thể là anh em nhà Mận Nói giống gen trội Cái hậu ngượng ngùng nói À cái này nhà anh Phú có chút việc Đến sau đi Mà chị không cảm thấy khó chịu à Mận trắng mắt liếc em gái Cô khó chịu gắt Em hôm nay làm sao thế Chị với cậu Phú có duyên Không có phận Giờ còn ghép cái gì nữa Em nói vậy người ngoài họ nghe được Họ nghĩ như thế nào Cậu hàng bên kia nếu biết đến mọi chuyện Sẽ không dễ nói chuyện đâu em gái Cái hậu bị chị gái mắng át đi Có bé không nghĩ mình sai Nó chỉ tưởng chị nói hiện tại đang ngượng ngùng thôi Mận đã sợ hãi trong lòng Cô chỉ sợ mình sơ hở cái Sẽ khiến bản thân, thầy mẹ Lâm vào cảnh nhục nhã cả đời người Cô giống thầy cô Không vội vàng nghĩ đến hạnh phúc riêng Mà cô còn nhìn đến danh dự gia đình Mặt mũi thầy mẹ cuộc sống sau này của hai đứa em. Cô làm chỉ cả gà chồng đi phía trước, cô phải làm tấm lưng cho người trong thôn ngoài thôn đến nhìn nhà cô, không phải nhà giàu có mà khinh thường luật lệ bao năm của làng. Thầy cô trước kia chỉ lấy mình mẹ cô trong thôn, đến bây giờ vẫn có lời mỉa mai, bảo mẹ cô làm đàn bà ghen ghét chanh chua, không biết tâm chồng. Cưới vợ cho chồng là chuyện thường tình, sao phải độc chiếm một mình. Thầy cô không nghe, Mẹ cô đôi lúc vì giữ gìn gia đình Chấp nhận cho chị em cô không phải sống cảnh con vợ cả, con vợ lẽ Nhà cô tránh đi kiếp chung chồng Đến bản thân cô thì không may mắn vậy Cô không cản chồng lấy bao nhiêu cô vợ Cô biết nếu cô chỉ cần mở miệng Nói một từ không hay về việc chồng mình lấy bao nhiêu vợ Nhà chồng họ hàng nhà chồng Dân làng bên nhà chồng Thậm chí bên thôn nhà cô Họ chửi thầy mẹ cô không dạy được con gái Rồi chuyện khi xưa Thầy cô chỉ có một vợ nổi lên Họ nói ra sao cô chưa dám tưởng tượng tới Có người nói cô cổ hủ cô chịu Họ còn nói cô không biết sống thoáng Họ nói cô mạnh mẽ quá Tất cả cô chịu Cô hiện tại còn là vợ cậu Hoàng một ngày Dù tâm cô không yêu cậu Cô vẫn là người vợ cả đúng nghĩa Hiện cô không muốn để cậu nói cô ba chìm bốn bến Người đàn bà lăng loàn không biết liêm sỉ Cái hậu cô nói cho được Chị lo cái gì Anh rể cô xứng đáng là một người chồng đâu Một năm người ta có thể lấy một vợ lẽ còn anh ấy chỉ mới gần 4 tháng trời lấy hẳn bốn cô vợ lẽ chị có từng nghĩ nếu cứ để tình trạng anh ấy có thể lấy thêm nhiều cô vợ nữa không anh ấy như vậy có đáng để chị gửi gắm hạnh phúc hay không cậu ấy có xứng đáng hay không hiện tại vẫn là chồng chị cậu ấy có nhiều vợ có lạ gì đâu trong thôn có ai không có vài ba bà vợ cậu ấy chỉ nhiều hơn một hai người thôi chị nói cái gì cũng có lý nhưng chung chồng chị bảo thủ chị không dám đối diện nhìn nhận vết thương đau lòng làm đàn bà ai muốn chung chồng Ai muốn nhìn chồng mình đêm qua gian này Đêm mai qua gian khác Tâm chị làm bằng sắt mới có thể như thế Em làm em chị, em hiểu chị gái mình Chị luôn tỏ ra mình thông minh mạnh mẽ Nhưng đêm về chị khóc một mình Em biết chị chạy lòng khi thấy chồng mình như vậy Chị thoáng ra đi Trong thôn vẫn có nhà không ở được nhà chồng Họ sẵn sàng ly hôn đôi bên có lợi Đàn bà chịu thiệt thòi một chút Nhưng may mắn gặp được người thích mình Em nhìn trong mắt chị chưa có ý cười Chị không thích anh rể thì ly hôn đi Đằng sau lưng có người thực sự thích mình Chị hạnh phúc nửa đời sau này Mận bị môi rũ mắt Cô hiểu ý tứ em gái Nhưng làm sao bây giờ Đàn bà thân phận thấp hèn rồi Gả đi đã đến nay cô còn trinh trắng Cậu Hoàng có nịnh cô quan tâm cô Như cô cùng Ngọc ngủ cùng một gian Cậu chưa từng đến ngủ qua đêm bao giờ Cô muốn ly hôn Nhưng cũng phải từ hai người giải tỏa ra Một mình cô không làm gì được Cô không tự bỏ chồng được Đàn ông bỏ vợ không sao Đàn bà bỏ chồng tiếng xấu muôn đời Thôi không nói cái này nữa Tí cậu phú đến chúng ta cứ chơi vui vẻ ngày hội thôi Cái hậu có muốn nói Thằng Vinh cái tím kéo tay nón lắc đầu Nói nó không nên đả kích cô nữa Cuộc đối thoại khiến người trong đoàn nhìn ra Cô từ khi nhắc đến cậu Phú, cậu Hoàng Khuôn mặt cô không hỉ nộ ái ố nổi Mọi người biết cô đang rất mệt Tâm cô đang giảng co Một bên là người cô từng thích Một người là chồng hợp pháp qua hai khắc thời gian Cậu Phú chạy tới thờ hồng hộc Mặt cậu đỏ căng vì thở Ánh mắt cậu nhìn đến đầu tiên là cô Mận cũng nhìn cậu bốn mắt nhìn nhau Mận số hổ quay đầu đi Cậu Phú cười khổ Cậu cúi đầu chịu đựng nỗi đau mất người con gái mình yêu Cậu nói cậu chờ cô Tâm cậu đau quản thắt Vì yêu cô Cậu cãi lời thầy mẹ không cưới người con gái khác Cậu nguyện chờ người con gái này Cả đời này cậu chỉ yêu Chỉ thương một người con gái tên Mận Cậu nhớ về bài năm trước lần đầu cậu gặp cô Một cô gái mặc bộ váy sắc tươi như là bông hoa sen Cô ngồi trên thuyền trôi trong đầm sen Sợ nói trong trẻo gọi cậu đầu tiên Này cậu Sao cậu lội nước giữa đầm thế Khi cậu ngơ ngác Ánh mắt chết dại ngay tại chỗ Nụ cười mà đúng đồng tiền khi cậu đến nay chưa từng quên được Cậu đỏ mặt nói Tôi lặn hái củ sen Cậu gửi thôn hoài luôn à Ừ mà cậu thôn hoài Sao tôi thấy cậu lạ thế nhở Mận tủm tỉm cười Tôi có gái ông Tấn giữa thôn Tôi tên Mận Quả Mận ăn ngon ngọt đi Thế cậu tên gì Nhà cậu chỗ nào trong thôn Cậu Phú giật mình thất thố Khi nghe cô nói Cô là con gái phú ông Tấn trong thôn Cậu e ngại mình nghèo không dám lại gần Cậu ậm ừ nói Hòa ra cậu là con gái ông Phú Tấn Tôi nhà ở cuối thôn Vậy cậu mò củ sen Bà bao nhiêu xu một cân cậu phú ngơ ngác lần hai cậu như cái máy nói tôi bán rẻ lắm chỉ bốn xu một cân thôi cậu muốn mua à? mở gật đầu thành thật um, mẹ tôi nói ra ngoài đầm sen xem nhà ai lội mò củ sen thì mua mà cậu bao nhiêu tuổi rồi tôi mười hai còn cậu tôi mười một cậu muốn mua củ sen vậy lấy bao nhiêu mận chống tay lên má chu chu cái môi ra nói mẹ nói tôi mua được bao nhiêu thì cũng được mẹ về làm ít bồ củ sen cho thầy uống giải nhiệt cậu có bao nhiêu tôi mua hết thật đấy à mận nhìn cái mặt ngố của cậu cô cười khẽ gật đầu nói thật cậu lên bờ đi rồi cân lên xem được bao nhiêu tôi mua hết cậu phú không nghĩ nhiều nhanh chóng bơi lại bờ sao đem theo cái thuyền nhỏ kéo vào bắt đầu hang hái cân củ sen từ lần gặp mặt bất đắc dĩ đó cô cậu từ sau gặp mặt là người mua củ sen người bán củ sen người bán tép người mua người mua cá, người bán cá. Tuần Hoàn lặp đi lặp lại đến năm cô 13 tuổi, ông Tấn nhận bình ước bên nhà ông Tuấn, cô bắt đầu không chạy ra đường đi này đi kia, mỗi lần đều là cậu lấy cớ đến bán đồ, sau đó ngồi chơi với cô. Thời gian nó lên tất cả, cậu nhận ra cậu thích cô gái con nhà ông phú ông. Người con gái khi gặp cậu không chê cậu mặc đồ vá tứ tung, người con gái mua đồ không nói cậu keo hơn đàn bà, người con gái khơi dậy ý chí muốn giàu có. Muốn được yêu tự do Không cần lệnh thầy mẹ mai mối Cậu Phú trở về thực tại Cậu cười tươi chào mọi người Sau cùng đi xem hội làng Hội làng bắt đầu từ mùng 6 tháng riêng Tới 20 tháng riêng Mà quan trọng nhất Vẫn là ngày 14-15 tháng riêng Nhà nào cũng chạy đi xem hội làng Ngày này Người đứng đầu trong thôn Tổ chức các trò chơi dân gian Dọc đường có các quầy bán hàng Bày bán đồ thủ công từ gỗ từ tre nữa hay vải vóc. Đã 4 năm, Mận không được đi xem hội làng. Năm nay cô đi xem trong lòng tấm tắc, so sánh với 4 năm trước đó, mỗi ngày một điều đồ bày bán hơn. Ngọc kinh ngạc, miệng liên tục hét lên vì vui vẻ. Cô ta làm cô đào hát dịp lễ này, cô ta chưa được nghỉ bao giờ. Những ngày này là ngày tiếp khách, sau này được cậu bao nuôi. Cô ta không được đi nhiều, do cậu Hoàng luôn nói mình bận việc học. Mận đi bên cạnh quan tâm hỏi Ngọc cô thấy mình ở vùng quê vui không ngọc hớn hở tay cầm chiếc châm cài tóc trả lời vui vui hơn nhiều hồ tôi ở với cậu trước mỗi lần nói cậu cho đi đây đi đó cậu đều nói mình bận đọc sách không đi được khi đó cô không hoài nghi à ngọc cười khổ chị cả nói vậy em mới nhớ ra khi đó em chưa từng khó chịu với cậu chỉ cần cậu mỗi tháng về với em răm ba hôm em vui hớn hở rồi còn đâu mà thắc mắc ạ?" À? mận tấm tắc lắc đầu cảm thông cho ngọc nhiều hơn ở lâu mới biết Cô gái đơn thuần không độc địa gì Cái mồm nó cho sướng cái tâm Không khơi nổi sóng gió gì Cô Hàn Huyên chỉ cho Ngọc vài thứ đồ dân gian cho cô ta biết Cô bình thản dạ hội làng Tâm thoải mái hơn khúc đầu nhiều Cậu phủ yên lặng đi sau lưng mận Cậu ta để ý từng cái nhớn mày Nụ cười của cô Mỗi khi cô xem một món đồ Để hiểu biết tâm trạng cô vui hay buồn Cậu thuận tay Mỗi thứ cô xem nhiều một lát Cậu bỏ vài xu để mua Để vật tay nải trên tay Sáng đến cậu chuẩn bị sẵn tiền riêng Tích cóc một năm nay để mua đồ cho cô Cậu nghèo số tiền không nhiều Nhưng hành động của cậu làm sao tránh thoát đôi mắt sáng của Mận Mỗi lần cô xem đồ Cô tận dụng không mừng để tránh cho tên ngốc ở kia không mua hết Dạo chơi đến xế chiều Mọi người hùa nhau ra sông để xem hát trèo Ngọc kéo tay Mận chạy đi Hát trèo trên sông là tục của mấy thôn gần đây Và ba thôn chọn người có giọng hay và tham gia lễ hội Người được tham gia lễ hội là cha chưa vợ cái chưa chồng Mấy người mận được chọn chỗ xem ngay sát bờ sông Cái hộp tiêu tít mua sắm kẹo đường chia cho mọi người Nó đưa cái cuối cùng cho mận cố trêu ghẹo cô Chị ăn đi cho bớt vị đắng lòng Kẹo mật này hương vị gia truyền của làng thị đấy Mận nhận cây kẹo Cô giả vờ chê Kẹo gia truyền gì mà cứng thế Em mua có phải nhầm chỗ không Không có Chỗ này năm nào em chẳng mua Chị cửa không ra mấy năm sao biết được Em ăn quen không có mua nhầm đâu mà Ồ, oh, hòa ra em gái chị năm nay là cô gái 16 tuổi con ăn quà vặt Sắp gả chồng con ăn như này Thì... Mận nhấn nhá thực dài Làm cái hậu tâm nhảy bùm bùm vội hỏi Thì sao chị? Mận khóe miệng mỉm cười Thì ấy chứ sao nữa cô nương Cái hậu mặt trắng bệch Đầu quả đen chạy ngang dọc Nó bị chị gái nó trêu cợt Điều nó không dám nghĩ đến Chị nó cây gỗ tùng ngàn năm biết trêu người khác Cậu đủ một dạng giống cái hậu Ai tưởng một người chỉ biết suy nghĩ thiệt hơn cho gia đình Cũng biết vui đùa trêu chọc người khác Ai cũng ngạc nhiên Chỉ riêng cậu Phú không mấy bất ngờ Trước kia đôi lúc cô hay trêu ghẹo cậu Vì tính hết nửa trầm nửa nổi ấy Khiến cho cậu yêu cô không dứt ra được Đoàn hát trèo đi qua Cái tím hô lên chỉ về phía gần chỗ mọi người Ô em rể kia Cậu Phú sầm mặt xuống Cậu ta cắn răng mắng thầm cái tím Theo tiếng hô của cô ta Thành công kéo lực chú ý mọi người Về phía hướng cậu Hoàng Bên cạnh cậu có thêm ba con công trích chòe xung xuê không ngừng. Cậu đủ ngứa mắt. Xem ra cậu ta thay đổi tính nét Có cái sống bằng nửa thân dưới vẫn vậy. Ba con công kia nhìn hợp cậu ta thật đấy. Mận chỉ liếc thoáng qua. Sao cô rời mắt không quan tâm đến chồng mình cùng ba cô vợ lẽ đang diễn vở kịch tình cảm kia. Cậu Hoàng nhìn thấy hai cô vợ đứng cách mình không xa. Cậu chú ý ánh mắt của Mận. Thấy cô không quan tâm đến mình Cậu cau mày suy nghĩ sâu xa ánh mắt vô tình nhìn đến cậu Phú ở sau lưng cô. Đại não cậu chạy vòng vèo, phân tích lời cậu Tân khi đi nói cho cậu. Không phải mình em là tình địch của anh. Ly cảm nói cho cậu biết, chàng trai sau lưng cô chính là người mà em trai cậu nói. Cậu Hoàng tim hoảng loạn. Cậu không ngờ, chính mình tớ ơ không quan tâm đến sau lưng cô. Bỗng một ngày, sau lưng người vợ của mình xuất hiện người đàn ông khác. Nhìn Phú, cậu biết cậu ta chính là chướng ngại lớn nhất giữa cô và cậu. Cậu Hoàng chú ý người mận, ba người gấm cũng trông thấy. Ba người hận đến nghiến răng, tưởng được đi riêng với cậu để tìm cơ hội đá mận xuống đài. À biết bọn họ được gặp cô nghe lúc này. Vương Bình ổn cảm xúc, cô tia đôi mắt tính kế nhìn tới Phú âm trầm cười. Giọng nhỏ như cánh ve thủ thí bên tai cậu Hoàng. Cậu xem người đàn ông ở sau lưng chị cả kia thế nào. Em nhìn không giống như anh em bà con mà giống như người tình ấy. Cô ta nói đủ khơi gợi lên lòng ghen ghét trong người cậu Hoàng Cậu mặt tím hơn màu gan heo Cậu lạnh lùng nhìn mận trong lòng Em giấu tôi đi với thằng đàn ông khác Em từ chối lời của tôi để theo nó à Em được lắm mận Tôi không ngờ em có tư tưởng cặp kè như vậy Vương không hổ là người đàn bà lanh lợi Thâm nhất trong bốn người vợ lẽ của cậu Cô ta chỉ nhìn thấy sắc mặt cậu lạnh xuống Cô ta hiểu mình thành công Khi cậu Hoàng đem lòng nghi ngờ đối với mận Mận người bị cô ta tính kế không hay gì Cô lực chú ý vào đoàn trèo trên sông Cậu phú một khắc không chú ý cậu Hoàng làm cậu Một thời gian sau Cậu biết cô bị cậu ta động tay động chân với cô chỉ vì ghen tuông Cậu hối hận đến phát khóc Lại không giúp được gì cho Mận Bị danh dự cậu phải im lặng Nhìn người con gái mình yêu chịu khổ cực Trời trôi qua sắc tối Giờ dậu hai khắc Hội làng tạm nghỉ ngày mai tiếp tục Mận chia tay mọi người Lôi kéo hai người con duyên đi về về đến nhà Cô chào qua thầy mẹ sau về gian buồn Vừa bước vào ngạch cửa Cậu Hoàng ngồi trong gian mặt tối tăm Đi chơi cũng biết giờ về đấy Mận không hiểu cậu lại phát điên cái gì Cô ngó ngọc muốn hỏi xem Cô ta lâu biết tính cậu Nhìn bộ dạng này cô ta có biết cậu bị làm sao không Ngọc ngốc đơ Cô ta ra đầu tê dại Cô ta không biết tại sao cậu lại tức giận thế này Mận nhận ra điều khác thường Cô theo lý nói Em cũng chỉ đi hội đúng giờ về Hôm nay cậu đi chơi vui không ạ? À? Cậu Hoàng càng tức giận khi cô làm như không biết chuyện gì Cậu hiểu lầm quá sâu Cô đúng thực không biết cậu vì sao bực tức Cậu Hoàng lạnh nhạt Tôi chơi sao vui bằng cô? Em cũng chỉ dạo ngày hội cùng anh chị em trong nhà Có gì vui hơn cậu ạ? À? Cô còn giả vờ không vui Đi cùng tình lang không lẽ không vui? Ngọc biến sắc không dám tin nhìn cậu Mà ngược lại bình tĩnh hơn Cô không có làm gì sai Cây ngay không sợ chết đứng Cậu đứng nói không thành có Em không có cái tình lang gì cả Cậu Hoàng đứng dậy trừng ngọc với con Duyên quát Hai người đi chỗ nào ngủ đi Đêm nay tôi ngủ ở ra này Cậu Duyên cuốn quyết lo lắng Ngọc sợ hãi nhìn cậu Hoàng Hai người họ biết Mận không yêu cậu Cô không muốn chung giường với cậu Hai người lấy nhau lệnh cha mẹ mai mối Mận không muốn gượng ép chính mình Cậu Hoàng bốn tháng nay Cũng không tới gian này ngủ qua đêm nào Hôm nay nói ngủ lại cậu không thực dọa phá tim mấy người con duyên đấy chứ mận nghe cậu nói ngược lại cười nhạt ngọc đi ngủ chỗ con duyên một đêm mai người dự xong ra nhà gỗ bên cạnh thì qua đó ngủ ngọc lo lắng đi tới kéo mận nhỏ giọng hỏi chị thực để cậu ấy ngủ lại à ngọc bất đắc dĩ kéo môi không sao đâu cậu ấy muốn ngủ thì ngủ lại đi giờ cưỡng cầu thôi cũng mệt mới qua tết tôi không muốn ở mỹ dù sao tôi cũng là vợ cậu danh chính cậu ngủ ở gian không có sai nhưng chị Bà ngắt lời Ngọc để cô ta đi Nháy mắt ra hiệu cho con Duyên cùng đi 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 tôi không làm sao đâu Sớm hay muộn chạy không thoát Nếu mùng một thoát ngày rằm dính Thì mặc cho nó tới thôi Con Duyên không dám cãi lời cô Nó nhìn cô sau chừng mắt cậu Hoàng Rồi mới kéo Ngọc rời đi Để hai người đi xa Mận và Trao ngồi xuống ghế xa cách hỏi cậu Hoàng Cậu hôm nay bị làm sao Phải ngủ ở chỗ này Bên kia có ba em phục vụ không được à Cậu Hoàng tức giận Cô không muốn chung giường với tôi Không phải em không muốn Mà do cậu gây tởm em Cô xảo lưỡi Tôi chê cô á Vâng Cô dám cam đoan không Mận cười mê người Em có làm gì sai đâu mà em không dám thể. Cậu còn thường trí nhớ của em Ngày cậu đánh em Cậu nói cậu khinh thường động với em Động với em cậu buồn nôn Hôm nay cậu muốn ngủ lại Cũng bình thường Nếu cậu chịu đựng được cơn buồn nôn Ra nhà bỗng một tiếng rít gào to làm trong nhà mọi người hoảng sợ Cô nói cái gì Tôi cho cô nhắc lại đấy Đứng ở giữa nhà Cậu Hoàng mặt mày đỏ ửng Cảm xúc kích động Ngồi đối diện với cậu Mận thực bất đắc dĩ Cô không lý nổi cậu Cô vẫn cố nhắc lại lời một lần nữa Cậu muốn ngủ lại cô không cản Cậu muốn xa cô chiều Chỉ cần cậu không thẹn với lời mình nói ra Cuộc sống vợ chồng hai cô cậu Quá mức phức tạp Cậu không muốn người đàn bà của mình Thoát đi ánh mắt chính mình Cô lại không muốn mình bị quản hạt như người ở Mận đối với việc chung giường Cô có cũng được Không ảnh hưởng cuộc sống trong nhà của cô Ngược lại cậu Hoàng có chút chấp nhất chuyện này Cô nhắc lại lời cậu nói Khi cậu thẹn quá thành giận Đang suy nghĩ cậu Hoàng thét lên Ngang ngạnh đem cô kéo về thực tại Cô suy nghĩ cái gì bần thần không nghe lời tôi Hay cô đang nghĩ đến tên tình lang kia hả Mận ho khan kêu tên cậu Cậu Hoàng Cậu tức giận xua tay cắt lời Cậu không cần kêu tên tôi mận nghe vậy thở hát ngồi nghe ngắn nói ra ngày hôm nay cô đi hội đương nhiên có việc nên cô cũng giấu đi cô không muốn cậu điên lên lấy cớ sinh sự qua nửa tháng chung sống thân hơn ngày nào cũng gặp một hai lần nói chuyện hai ba lần mận biết con người cậu hoàng ra sao không nói quá cậu có khuôn mặt lật nhanh hơn lật bánh tráng cậu có sức tưởng tượng phong phú chuyện nhỏ như con kiến cậu phóng to như con đại bàng cậu nghe xong không trả lời nhìn thẳng mắt cô muốn tìm tòi cô giấu chuyện gì không sao mặt bình thường ánh mắt thanh minh cậu không tìm ra sơ hở chỉ biết đe dọa cô tốt nhất không nên giấu cái gì nếu không tôi mà biết cô nên biết con người tôi rồi đấy mận gật đầu đáp anh không giấu gì cả cậu đang nghi quá rồi ạ tốt nhất là thế mận cười đứng dậy đứng đối diện cậu cậu nói em nhưng em không biết cậu là đàn ông bảy thước chỉ vì vài ba câu châm ngòi của người khác Đã đa nghi vợ mình tòm tem sau lưng Cậu hoàng tâm sinh nghi Nhưng không nghĩ nhiều Cậu gàn gọc phủ nhận Tôi cần gì nghe người suối bậy Tôi nhìn thấy thì nói Tôi là ai mà một người dám sau lưng tôi sàng bậy Cậu vẫn là cảnh giác Thứ bên cạnh mình đi Em hôm nay nhắc cậu Lần sau một miệng không giữ tốt Cái nên nói không nói Cái không nên Lại thích thêm bớt để gây hiểu lầm Đừng trách em không nương tay à Cậu hoàng phức tạp nhìn cô Em khác rồi Em không còn là cô gái đơn thuần như trước Mà không ra dự gật đầu Đúng Em không phải người con gái tin lời một người chờ đợi Hàng ngày ngốc trong buồng hết theo khăn rồi theo gối ngủ Hàng ngày cúi đầu tính toán sổ sách Chỉ để sau này gả cho người không bị nói là đàn bà ngu ngốc Không biết làm cái gì Cậu Hoàng nhìn người tước tha dạy thì thành công của cô gái tuổi 18 Nơi da trắng, đôi mắt như sao trời Khói miệng chậm rãi câu lên Khiến cho cậu Hoàng sợ trong đầu vang lên Cô đã thay đổi, vợ cậu đã là thiếu nữ. Mà cậu nhìn thấy đang dần mất đi sự kiểm soát với cô. Cậu không đủ tự tin để kiềm chế vợ mình. Trong lòng nghĩ vậy mà cậu sụ xuống. Mận, tôi không cố ý nặng lời với em. Tôi vừa rồi hơi nóng này, em bỏ qua cho chồng em được không? Cậu thấy có con chó nào cắn người, sao nó lành ngay được không? Mận hỏi ngược lại cậu, cái gì chứ? Cậu hằng nghẹn lại. Cô hỏi cậu, chó cắn xong có lành lại ngay được không á? Xác thật chó cắn Sao lành lại nhanh được Ánh mắt cậu trầm xuống Mà tiếp tục nói Cậu cứ ném cho người ta cái tát Sao cho người ta viên kẹo thực sự khôn à Tôi nóng này mắt khôn Em không cần so đo Anh à nói khép nép này Có giống bộ mặt trợn mắt Muốn ăn tươi nuốt xấu người ta vừa rồi của cậu Hoàng không Ai dám liên tưởng đây là một người Mận dùng mình tránh đi cái mặt lấy lòng của cậu Cô làm ngơ cậu và thẳng buồn cậu Ba chân xoay người đem cửa đóng lại làm vài người nuốt lùm xem kịch hay ở ngoài trợn mắt há mồm ông tú nước nước miếng hỏi hai bà vợ một câu này hai bà ơi vừa rồi thằng hoàng là con trai tôi đấy hả à? bà cả quý còn mơ màng sợ hãi cái lật mặt không chú ý của con trai bà hai chế tốt bụng giải nghi hoặc cho chồng vâng thầy nó nhìn không lầm thằng hoàng đấy ông tún miệng run run lẩm bẩm thằng này hôm nay nó ăn phải bùa sao nổi nóng chán cho nó sau này lại như cún theo sao chủ thế nhỉ Hai đứa con gái cùng hai bà vợ Thêm thằng con trai thiếu ngất xỉu trước mặt thầy Người chồng không biết tốt xấu này Bà đời nhà ai Lại đi nói con trai giống chó chạy theo chủ nhân tũng Cậu Hoàng mà hay Thầy ngồi bụi cây xem kịch Dám nói cậu như vậy Cậu khẳng định đứng thẳng người kêu to Thầy làm tốt chửi con hay Thầy quên con là con trai thầy rồi đấy Thầy nên đi nói thầy lang cây vài thang thuốc bổ não đi Chỉ cứ lú lẫn kiểu này Con thành cún con trong nhà đến nơi rồi trong buồng mận vào cởi áo treo lên tường sau lên giường đáp chăn nhưng không có sự xuất hiện của cậu cậu hàng đi đến giường thản nhiên cởi áo thấp giọng nói em ngủ vào trong đi mận giả điếc cô nhắm nghiền mắt cậu trơ trọi đứng trước giường nhìn không phản ứng lời cậu cậu mới nói vợ ngủ vào trong cho tôi ngủ vẫn im lặng vợ này em nghe không thấy mận em giả vờ ngủ đấy à em lì thật đấy tôi nhịn em được đà lấn tới đấy à Mận trợn trắng mắt chửi thầm Tôi khi nào được đà lớn tới Cậu không thấy tôi khinh thường cậu à Cô ngoài mặt im lặng Cậu Hoàng nói mỏi mồm hết đường Phải cởi giày treo vào phía trong nằm xuống cạnh cô Mận ngửi được mùi hương từ người cậu Cả người cô cứng còng nằm im Cậu Hoàng xoay người ôm lấy cô Nói bên tai Vợ, em có ghét tôi không Tôi hận cậu chứ tôi ghét gì không biết Mận ơi, em có biết tôi cũng yêu em không Cậu yêu tôi á Cậu yêu theo cách đặc biệt thật đấy Tôi thích em Yêu em từ khi em mới 12 Tôi lần đầu đi qua thôn hoài Thì em ngồi dưới gốc đa Nghe bà bán nước kể chuyện Tôi giật mình khi nhìn em cười đấy Mở lại nghĩ Tôi cười có đẹp đâu mà cậu thích Cậu nói chả thuyết phục tẹo nào Từ lúc đấy tôi hàng ngày chạy sang thôn nhìn lén em Sao tôi biết em là con ai Tôi về nhà nói thầy đi mối hôn cho tôi Thầy tưởng tôi bị ngu Thầy bảo tôi tới nhìn thôi đã tìm hiểu đâu sao biết hỏi cưới này kia Tôi mặc kệ bắt thầy phải hỏi cưới em cho tôi đấy Mận nhắm nghiền mắt suy nghĩ Rồi mở to mắt đi lời nói ngon ngọt của cậu Cô kêu than trong lòng Cậu theo dệt chuyện hay thật Vợ cháu hôm nay tôi nghe không hay bằng cậu kể Tôi nhận mình xa khi từ em Tôi là đàn ông Đâu chỉ có mình em làm vợ Có vài cô vợ là thường Tôi chỉ muốn biết Em có giống lời đồn không Tính toán giàu hay không làm vợ tôi phải quyết đoán nếu không có bản lĩnh sao giúp cho tôi được đúng không ok thì cậu là nhất làm vợ cậu đúng là may mắn quá cưới hỏi rồi bị cậu ốn mông đi tôi mà không tỉnh khéo giờ này đang trôi giạt trên sông rồi chẳng hay tôi đánh hay chửi em không phải lời thật hay là cố ý đánh em đâu cô lại nghĩ không đánh thật không cố ý cậu chỉ là cố tình thôi tôi em nhất cho mấy cô vợ đấy tôi thay đổi em cho tôi cơ hội được không vợ tôi gan khi thấy em đứng bên người đàn ông khác tôi không tin em cười với ai ngoài tôi cô có cười với cậu đâu nhỉ cậu ngủ chưa tỉnh ngư hay cậu nghĩ tôi ngu tin lời nói ngọt của cậu hòa một bên nói mở một bên nói thầm thời gian trôi qua mà đến khi mận chìm vào giấc ngủ mặc cho cậu bào chữa hành động khôn ngoan quá hóa ngu của cậu Sáng sớm ngày hôm sau mận tỉnh lại Cô nằm trong vòng tay cậu Cô tái nhợt mặt Cảm nhận từng tiếng thở trầm trầm của cậu bên cạnh Tay đổ mồ hôi đầm đìa Nắm chặt tấm chăn nắp trên người Đầu xoay chuyển nhớ lại đêm qua Cậu hóa con cú ở bên lấy lòng cô Cả người mắt tự nhiên Cô không dám tưởng tượng người chồng này Có hai mặt rõ ràng quá như vậy Cậu một bên lấy lòng vợ Một bên vừa đấm vừa xoa Trấn an tâm lý của cô phải nói là cậu quá thông minh Cậu thuộc lão làng trong việc này Cô nghi ngờ 4 năm qua Cậu đọc sách Thánh Hiền được những gì vào đầu Cậu lươn hơn cả bà bán lươn ngoài chợ Mận trận mắt suy nghĩ mông lung Cậu hoàng tỉnh lại Nhìn cô vợ hoang mang Cậu cúi đầu hôn lên má cô Cánh môi chạm ra thịt nóng hầm hập kéo cô hồi tỉnh Mà cô nháy mắt đỏ như quả gốc chín vậy Không suy nghĩ thêm Cô vùng dậy để cậu ra mắng một chàng Không để cho cậu kịp hiểu Cậu vừa làm cái gì thế? Cậu có liêm sỉ không hả? À? Đàn ông đàn nàng, mặt không đến nỗi nào mà ăn uống vô độ, không biết kiềm chế cái gì. Cậu chạm em làm gì? Em cho cậu chạm vào à? Cậu hàng mặt nháy xanh mét, tay lơ lửng giữa chừng. Tôi là chồng em, sao không cho tôi động vào? Mận bực mình chỉ trích cậu. Cậu một mình mấy vợ, không đủ à? Sao động với em làm gì? Cậu nói động với em, cậu buồn nôn, thế mà còn động á? Cậu Hoàng lần thứ hai cảm thấy mình ngu đi nói câu đó. Cậu cắn răng mắng. Sao em cứ nhắc câu đó thế Tôi xin lỗi em rồi mà Mận hậm hực Cậu không muốn em nhắc lại Đừng ăn càn nói bậy trách ai Em nói tha lỗi cho cậu bao giờ Cậu xin lỗi khi nào Cậu hoàng đầu to Trừng to mắt nhìn cô Cậu xem như tỉnh ngủ hẳn vì cô rồi Em vừa nói cái gì Tôi nói gì Cậu điếc tai không nghe rõ à Em nói lại đi Mận lạnh nhạt cau mày Em nói em tha lỗi cho cậu khi nào Cậu xin lỗi em lúc nào Em cưỡng lời đấy à Em cưỡng hay không chẳng phải do cậu à Cậu nghĩ cậu làm mấy chuyện liêm sỉ Chỉ vài với ba câu ngọt ngọt như mía Là em tha lỗi cho cậu Vậy cậu nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp rồi nằm mơ đi Em Mận cáo dần Cậu không cần phải kéo dài lời nói Cậu là đàn ông Không phải đàn bà hay cô đào hát đâu Cậu Hoàng ngồi bật dậy Nắm cổ tay cô gàn gọc Em nói chồng em thế đấy à Mận tức qua hóa cười Cô giận tái mặt Mới sáng sớm cậu đã mất nét Em nói thật Cậu cảm thấy sai à Cậu Hoàng đúng ý gật đầu bao biệt. Tôi không sai, tôi thương vợ Gần vợ của mình là tôi sai chắc Thế cậu không sai, chẳng nhẽ em sai Em ngang thật đấy Mận tươi cười nói Em không dám nhận Phải nói ba cô vợ lẽ của cậu kia kìa Cậu Hoàng híp mắt Em ghen đấy à Cậu đi rửa mặt cho tỉnh đi Cậu nghĩ thế nào mà nói em ghen Cậu Hoàng nửa tin nửa ngờ Em không ghen, sao tôi thấy mùi giấm nó phảng phát quanh đây Cậu không cần nói lảng tránh Em không cần ghen tuông với cô đào hát Tôi không tin Không tin thì là quyền của cậu Có giờ mời cậu đi về gian của một trong ba cô vợ lẽ đi Chỗ này chật hẹp Không chịu nổi một đại tôn Phật như cậu Cậu bị cô đuổi khéo Cậu nằm giường lười nhác nói Tôi còn buồn ngủ lắm Gian này vốn là của tôi Giờ tôi ngủ lại có gì lạ Tôi sao phải đi chỗ khác Mận nghẹn lời với người đàn ông không có nét như cậu Cô quen ngồi xuống giường Mặc lại váy áo rồi đi sau ra ngoài Bỏ lại một mình người kia ngủ tại gian Sáng sớm chịu uống qua ngụm nước nào đã phải cãi nhau với người như cậu Hoàng Cho người cô tích tụ lửa giận Đi ra ngoài gian nan Hai người con duyên lo lắng thấp thỏm Lòng nga à, lòng ngóng chờ cô Vừa thấy cô thò mặt ra Hai người kéo cô vội vàng hỏi Mợ, cậu ấy làm khó gì mợ không? Chị cả ơi, cậu có mắng chị nữa không thế? Mật khẽ cười lắc đầu Cậu không làm khó dễ gì cô Cậu chỉ là vô liêm sỉ thôi được chưa? Hai người con duyên nhận được đáp án Mới thở vào nhẹ nhõm Ngọc tâm lý khều tay nhỏ giọng Chị cả, đêm đầu tiên chị đừng đi nhanh quá Đau xương chậu đấy ạ Mận đen mặt Cô có điều muốn đi chết cũng có Của vợ lẽ của chồng vui tính thật Đêm qua không có gì xảy ra Sao lại đau lưng được chứ Mận kìm nén từ chối ý tốt của Ngọc Không có chuyện gì đâu Em không phải thần bí kiểu này Ngọc đáng thương hề hề Cố khuyên giải Mận Chị yên tâm, không phải sợ so đâu ạ Lần đầu ngượng ngùng, em có kinh nghiệm Chị cứ nghe em, đừng cố không là đau đấy ạ. cái gì mà lần đầu, chị không cần thẹn thùng. cậu tuy có chút khôn vặt nhưng về phương diện đàn ông vẫn tốt mà. Ngọc thành câu khiến mận mặt màu gan heo. cô vừa mới ăn không tiêu ông chồng mặt dày. ra ngoài gặp phải cô vợ lẽ ngu ngốc, tâm hồn thể xác mận bị hành đến điên đảo. cô hiếm khi nóng này, lúc này không mang hình tượng cô con dâu nét na, cứ thế quát thẳng ngọc. ngọc, cô nói cho hay, nói bậy tôi cho cô đi bầu bạn với mấy con trâu trong chuồng đấy. Cái gì mà phương diện kia tốt Tôi chưa thử không biết Và không muốn thử Nên tốt nhất cái này nó hãy nói Không nên thì ngậm miệng làm thinh đi hiểu chứ Ngọc bị cô quát choáng váng Cô ta nhìn con Duyên không hiểu chuyện gì xảy ra Cô chỉ có lòng tốt khuyên mận thôi mà Sao giờ bị chỉ chửi nhở Mận nổ đùng đùng quay người ly Để lại hai người Duyên ở lại Một lúc con Duyên nhớ ra mợ nó đi khỏi Nó nổi giận mắng Chết mợ hai này Mợ cơm no đấy hả à? Đi nói cái chuyện đâu đâu ấy Ngọc một bộ không hiểu Duyên mày nói cái gì thế Tao cũng là ý tốt thôi mà Ý tốt của mợ khiến mợ cả nổi nóng rồi Cây tùng 10 năm không ra hoa Mợ cả chưa biết tức giận là gì Giờ vì mợ nó lung tung Mợ ấy quát to rồi bỏ đi kìa Cái này tao cũng không biết Nói như thế tao thấy quái quái Cái gì Mợ thấy quái cái gì Thì khi nãy tao nói chị cả bỗng nhiên đen mặt Vợ chồng chuyện là bình thường có gì phải ngại nhở Còn Duyên nó không ra lời nó muốn nói thêm cậu Hoàng đi ra Nó nhìn thấy liền im bặt Đêm qua nó không rõ cậu Hoàng có làm gì mợ nó không Ngọc ậm ờ còn nói Cô ta mắt chết trên chán Không nhìn ra con Duyên nháy mắt ra hiệu cô ta câm mồm lại Duyên, mày thấy chị cả có phải thẹn quá thành giận không? Cậu qua đêm ở gian là điều may mắn Sao tao nói chị ấy đừng đi lại nhanh quá không đau lưng Chị ấy nói tao nên nói ít là sao nhở Tao đây từng trả ý tốt mới nói cho chị ấy chứ có phải ba con hâm kia ta có thừa hơi mới nói thôi cũng mừng chị cả không còn là con gái sau này gấm cô ta mà chửi ta có thể thẳng mũi chửi không cần nhìn sắc mặt chị cả nữa rồi cậu hoàng ở hè nháy mắt vui vẻ lại bị lời của ngọc biến sắc cậu hắng giọng ngọc em nói cái gì thế ngọc chìm trong vui mừng không biết con duyên đang liều mạng ra hiệu cho cô cậu ở sau lưng chỉ để cậu nói một câu Ngọc xứng người quay đầu Chột dã lắc đầu liên tục Cậu không có không có Em không nói cái gì ạ Theo bản năng chú đây đẩy Có Duy khép nép đứng ở một bên Nó giờ khác xưa Trương cậu cư xử hận người chửi rủa Giờ cậu lấy lòng mợ nó Cậu thay đổi như người khác Chỉ kém một điều hám gái không bỏ được Lại còn nói phải nhìn cậu Hoàng bằng con mắt khác xưa Nên nói không dám nói qua lời qua mặt chủ nữa Cậu Hoàng nhìn một lượt hai người Ngọc chột dạ Mặt trắng tai hồng cậu bực tức thêm cậu nghĩ kỳ lạ hai người này quái thế nhở mình hỏi bình thường có ăn thịt hai người này đâu thế mà lại nhìn mình như ác không bằng đầu nghĩ một việc thì miệng nói một đằng không có gì em vừa nhắc đến ba người gấm làm gì hay lại gan tị ngọc vội vàng cãi không có cậu đừng nói thế tội em mà cậu dậy sớm thế câu trước chẳng khớp câu sau tí nào có duyên biếu môi nhìn ngọc ngọc nhìn cậu hoàng cô ta trước giờ có biết sợ cậu đâu Cãi là nhỏ, mè nhau là chính. Giờ cạn tình vì cậu ham vui quá. Theo chân mận thanh tâm quả dục là thế. Chứ về bản chất vẫn đủ làm người ta lo mồ hôi lạnh. Ngọc được người nhà ưu ái cho biệt danh mà ba tháng trước đã có. Mở hai cãi giỏi. Ngọc cãi mận từ sáng tới tối còn được. Ăn cơm không quên cãi cơm mà. Cậu Hoàng trầm xuống nói. Ngọc, em đến nay chưa hết cãi khỏe đấy à? Mở miệng ra vẫn cứ cãi thế. Ngọc bản tính quen Cô ta chẳng hãi Còn thêm hắng giọng Cậu nói vậy là sao ạ à? Em trước giờ vẫn thế Trước cậu có nói gì đâu Sao bây giờ nói Cậu Hoàng nhíu mày Tim đập bang bang Cảm giác tự vác đá nện chân Đúng là vi diệu Cậu nói to Giảm bớt số. hổ Tôi nhường nhìn em Bao dung cho em Em không biết điều còn cãi là thế à Ngọc chề môi Sắn tay áo cãi to Cậu vô lý vừa thôi Em không động chạm gì tới Hay nói gì láo tét Mà cậu nói em cãi mà em có mồm em nói Em lại chẳng ăn cắp mà lại sợ nắm tóc Em nhỏ giọng hỏi han cậu dậy sớm thôi Ai nói cái gì cậu kêu em cãi Cậu đêm ngủ sướng quá Sáng sớm đã mơ màng à Nguy cầu như vậy Cô nói đến câu trên Chỉ biết nuốt ngược vào trong Giờ có chỗ dựa cô ta ngu mới đi làm mận ghi thủ Ba người gấm ngu Mới tối sáng đi ngáng chân Chứ cô đâu cơm no rực mỡ Cậu hoàng khoanh tay cửa như không Em cảm thấy tôi dễ tính quá đúng không? Cậu mà dễ tính á Cậu Hoàng biết dễ tính á Bớ làng nữa ơi Cậu Hoàng hôm nay tự kêu mình dễ tính Cậu ôn thần của cả thôn Làm cả nhà điên đảo Lắm vợ gần xa Không ai nghe tiếng hay nhất làng Cậu đẹp trai hào hoa vũ phu Lắm vợ giả ngu Này cậu nói rất chi là hiền hòa Con Ngọc con Duyên nó thiếu điều quỳ xuống lại cậu Con Duyên đầu nảy nhanh một câu Có xin cậu Đừng tự luyến nữa cậu ơi có sắp nôn mửa Còn Ngọc thì nghĩ cậu à Xin lại của em một lại Cậu mà hiền em đây đi làm ni cô Hai người khiếp sợ nó không ra hơi Đang trong tình trạng hấp hối Muốn tìm đường thối lui Vừa hay bận đi tới Cô nghe được lời cậu Cô Thanh Thanh nói Vâng cậu rất hiền Cậu rất tài Em bội phục vạn hạnh Mận tới vừa kịp cứu tinh Có duyên như vỡ được cọng rơm Nó đi đến sau lưng cô Ngọc còn hơn Cô ta kêu một tiếng Ôi giời ơi Phúc Tinh Chị cả đến vừa đúng lúc Chị không đến à Em sắp chết ngất rồi đấy Mận khóe miệng khéo nói Vừa lúc thôi Môi ngọc run run Vâng quá vừa ấy ạ Cậu Hoàng mắt thẳng mắt nhìn nụ cười của Mận Có duyên tấm tắc khẽ nói nhỏ Không hổ là cậu Hoàng hào hoa nó nói chỉ vừa hai người Mận và Ngọc nghe Mận chân lảo đảo Ngọc hoảng loạn ngừng đầu lên trời Cô ta chết sống không nhận cậu đẹp là sự thật Nhưng đi đâu giờ quay về gian Cơm sáng mọi người chuẩn bị xong chưa Cậu mềm mỏng hỏi mận Con Duy con Ngọc nghe vào tai thấy lạ quá Hai người trừng mắt cùng một ý nghĩ Cái gì cậu Hoàng nói khép nép Cậu Hoàng sợ mỡ mận đấy à Em đi xuống bếp pha trà cho thầy Cô nhàn nhạt, nhạt, nói Mày nhớ nhẹ nhấn nhá Mà cậu đừng nói cho em biết Cậu vừa rời khỏi giường đấy Mận hỏi đúng trọng tâm Ngọc cướp lời cậu Hoàng trước cậu vừa dậy xong ra đây nói đấy chị mận thầm ý liếc ngọc cô không ngại vạch trần ngọc ngừng lại đồng ý lời cô ta nói cô nhìn từ dưới lên trên mặt cậu cố tình hỏi cậu đây là ngủ không đủ giấc hay thấy gian của em ngủ ngon hơn thật tâm mà nói cậu ngủ lại cũng được em đây mừng thay bản thân ấy thế nhưng không biết ba em dưới gian kia ấm ức khóc nước chảy xong chưa thế nhở tôi ngủ đâu là việc của tôi em ghen đấy à Mận choáng váng với sức tưởng tượng phong phú của cậu Giờ này cô không đuổi cậu về ở với vợ lẽ Đã là may Cậu hoang tưởng nghĩ cô ghen với ba con công Như là lời ngọc nói ở gian kia Cậu bản tính tốt thật đấy Em chưa biết ghen là gì cậu ạ à? Không biết rồi em cũng sẽ biết thôi Cái này em không mong ạ à? Sẽ có lúc em phải ghen Sẽ không đâu ạ à? Cậu hoang tức phát cười ngẩng đầu ướn ngực nói rõ to Em quá tự tin Mận này tôi là chồng em Tôi dám nói tôi sẽ làm em ghen Cả đời này em sẽ ghen Mận liễm mi mắt Em không bao giờ ghen với một người như cậu Cậu khiến em đáng nhẽ biết giận vì cậu Mà giờ không biết giận là gì rồi Cậu lấy tới bốn người vợ lẽ Nếu cậu chỉ lấy Ngọc thôi Có lẽ em sẽ biết giận biết buồn Có cậu đưa thêm ba bà vợ lẽ về để thử lòng em Duy chỉ vậy cậu khiến em mệt mỏi rồi Cậu hàng một mực đứng chắc chắn Mận sẽ ghen tuông với cậu Cô nhõng nhẽo hờn dỗi như bao bà vợ khác Cậu dám nói như thế vì cậu biết Dù cậu dùng cách gì Cậu nhất định khiến cô nhìn thẳng cậu Mà không như bây giờ giống hai người xa lạ Cậu Hoàng nói dứt lời Thì nhìn hai cô vợ sau rồi đi nhà lớn Cậu hôm nay phải đi huyện thành Tìm chỗ mở tiệm vải Mận nhìn cậu rời đi Trong lòng càng phiền muộn Cậu đi chuyến này Vừa làm vừa tìm nguồn hàng mất tới hai tháng Trước khi đi Cậu đi gian nhỏ gọi ba người gấm cảnh cáo ba người bớt lại quá phận để cậu xong việc về liệu hồn với cậu. Ba người ăn uống cậu nuôi dỗ sao vẫn có chút biết điều Hai tháng này Mật làm vợ cả một ngày thuận lợi Ông Tũng đi đâu cũng khen con dâu Ông tấn nở mày nở mặt Khi có đứa con gái như Mật Mà ở hai tháng này Sóng gió trong đời mận bắt đầu khởi tâm Nhiều thứ nó đến bất ngờ Có chuyện không nghĩ nó lại xảy ra nhanh vậy Ngày 20 tháng 3 dưới buổi sáng Mật ngồi tính công cho người làm Ngọc ở bên theo áo con Duyên cả người bụi bặm chạy vào gọi Mỡ ơi mỡ, mỡ Mẹ ngẩng đầu dừng tay Em vừa về sao vội qua đây Có chuyện gì hấp tấp thế Con Duyên thở hồn hển nó chỉ ra ngoài Mỡ vẫn ở đây tính sổ gì nữa Cậu trên huyện đi về sắp tới đầu làng Ông nói con chạy vào bảo mỡ Làm gì chuẩn bị nước tắm quần áo cho cậu Có bảo mỡ không yêu thì thôi Vẫn phải làm cho bổn phận Không à bên này mấy bà vợ lẽ lên mặt Mẫn nghe vậy gặp sổ sách Cô đưa mắt nhìn phía Ngọc em đi nhóm bếp đun nước đi chị lấy quần áo sau đi nấu chút cháo trắng để cậu về ăn lót dạ vâng ạ à. Ngọc cất đồ đi ra ngoài trong buồng chỉ còn hai người mận con duyên cô đứng dậy đi vào buồng tìm đồ cho cậu Nói đến quần áo cậu Hoàng sao lại ở buồng mận phải nói từ ngày cậu qua đây mở buồng sáng hôm sau cậu dự đi huyện cảnh cáo xong vợ lẽ cậu mang luôn đồ của mình về buồng của mận cậu không màng cô không đồng ý cậu nói tôi làm chồng em em làm vợ cả Đồ đạc hai ta chung một gian Mấy em vợ lẽ ngủ gian nhỏ tôi không để Em thích ý kiến đấy à Mặc cho mận nói dài dòng Cậu ta nhắm mắt tai ngơ Để lại đồ rồi chạy lên huyện biệt tích hai tháng trời Trên tay cầm áo tấc Mà kêu con Duyên về nhà mẹ đẻ đi Thôi ở đây không có việc gì Em về bên đó giúp mẹ đi Thầy đi huyện suốt Trong nhà có có cái hậu cũ sắp gả đi Cô Vinh đi theo thầy học buôn bán ruộng đồng một mình mẹ lo toan vất vả quá Con Duyên khó xử Mở, con về nhà bên kia Mở đây nhiều việc hơn không người đỡ đần mà Không có gì đâu, có Ngọc rồi Ba người kia từ ngày đó tới nay yên phận Trên có thầy mẹ quản không tới mức lộng hành Vâng Nhưng mở tính như trước hay chịu cảnh này à Tôi chịu hay không chịu Nó không chỉ còn là duy nhất bản thân tôi Còn danh dự thầy mẹ Còn để cho cái hậu gà đi chỗ tốt Tôi muốn thằng Vinh lấy được con nhà nề nế nếp ra giáo Lúc đầu gả cho cậu Tôi chưa nghĩ quá sâu Hai tháng qua đủ để tôi nhìn về nhiều khía cạnh mà quyết định Mận tâm bình bình Cô nói nhẹ như tơ hồng Tay cầm đồ cho cậu không còn nặng nề như trước nữa Vậy con đi về bên đây Mở ở đây Có gì thì nói con Thủy Hay tị đến gọi con nhé Ừ cứ đi đi Còn Duyên đi về Mận cũng theo sau xuống bếp Chuẩn bị cháo cho cậu trở về có ăn Giờ bếp tiếng lục đục chuyển ra ngoài Cậu Tân đi làm về quá ngang bếp Đi vào thấy mận tay sắn Mồ hôi đầm đìa thái thịt xào rau Cậu hít một hơi sâu đi đến tươi cười Chị dâu à Chị nấu cháo cho anh Hoàng à Mận đang bận Cô chỉ cất giọng trả lời Ờ chị nấu ít cháo cho cậu về tới tắm rửa xong ăn nót dạ Chị nấu nhiều không em xin bát à Có đợi một lúc nhá Chị đơm cho chú ăn trước Vâng bé em cảm ơn Không có gì đâu người một nhà mà Ngọc cười đến thiên chân mọc đầu đỉnh không đẹp bằng cô Cậu Tân ngây người nhìn người con gái trước mặt cười khổ Cậu ánh mắt nhìn cô có chút xấu hổ Mận bận biểu chưa từng ngẩng đầu Cô không biết lại tránh không thoát ánh mắt Ngọc Ngọc ngồi nhóm lửa chật chật trong lòng Thật là người có thì cố tỏ ra để thử lòng Người muốn chẳng được đúng là số phận cả rồi Cậu Tân thất thần một hồi mới nhìn tới Ngọc khoái miệng nhếch lên Cậu mở miệng hỏi Ngọc Chị Ngọc đây nấu nước cho anh Hoàng à? Ừ, cậu muốn tắm không, lấy luôn này." Thằng Đậu nó không ngượng ngùng nó bật cười, cậu Tân ngại đỏ cả mặt đưa tay từ chối, "Không cần đâu ạ, à, chỉ để cho anh dùng." "Em đây không đường xa vất vả không cần dùng ạ." "Ồ, ra là thế à?" Thằng Đậu không dấu vết giơ ngón cái tán thưởng Ngọc. "Ngọc Cố nói vậy chỉ để trêu ghẹo cậu Tân." Ánh mắt cậu nhìn mận quá sâu, làm người chỉ dâu lẽ này thổn thức không thôi. Khâu khí lâm vào trầm tĩnh, mận nhanh tay đảo rau xào rau sau cô múc một bát cháo đặc thêm ít thịt kho rau xào bưng tới trước mặt cậu tân chú ăn đi cho nóng này tay cậu tân run run nhận bát cháo nóng hổi từ cô tâm cậu chảy dòng nước ấm từng kinh ngạc vì nó mà trở nên nhu mì hơi thở gấp gáp bàn đứng bản thân kiên định của cậu mận lo lắng hỏi nóng quá à không có à em cảm ơn không sao đâu em về gian hay ngồi ăn ngay đây em vẫn là về gian đi chỉ làm việc tiếp đi ạ, à? ừ cậu Tân mừng bát cháo rời đi đúng hơn là cậu chạy trốn nhìn cô cười cô nhẹ giọng nói chuyện cậu không dám ở lâu thêm nữa cậu sợ cậu sẽ làm cô sợ hãi ghét bỏ cậu cậu rời đi không may để cậu hoàng vừa về nhìn thấy tay cậu nắm thực chặt đã áo không quản được cậu đem một giây một hình ảnh đem quy chụp cho em trai cùng vợ ngoài luồng cậu đi vào Thấy hai cô vợ người nhóm bếp Người đứng nấu nướng Che giấu cơ ghen xuống Cậu đi gần mặt Ông cô từ phía sau rồi đánh tiếng Vợ tôi đang nấu gì đây Mẹ một thân đổ mồ hôi nổi cả da gà Cục cứng người muốn tránh thoát khỏi vòng tay cậu Khều tay nhỏ giọng nói Cậu buông em ra ở đây nhà bếp đấy Không phải ở buồng có người đi vào làm sao bây giờ Có ai mà sợ Hay em làm chuyện gì chán lương tâm mà lo Không có cậu nói gì đâu à Mẹ một bên khó hiểu Cậu Hoàng ở trong lòng nhận định nghi ngờ là thật Mà con Duyên đâu Sao hai người dưới bếp nấu nướng thế này Duyên em cho về nhà phụ mẹ Bên nhà không có nhiều người Kẻ ăn người ở hầu như không có Chỉ có người làm công nhật ngoài đồng Mới đi theo thầy chờ hàng hóa thôi Bây giờ vợ không có người ở sai việc đúng không Mận nghi hoặc càng lớn Cô thấy cậu nói ra vậy chắc có chủ ý Nếu cô nói không Vậy chẳng phải tự mình dối lòng Kỳ thực việc trong nhà cô tiếp nhận hết rồi nó không quá Lớn nhỏ thầy mẹ giao cho cô trông nom Vâng mà cậu hỏi vậy để làm gì ạ Vậy để con tỷ nó ở bên giúp đỡ em đi Cái tỷ chẳng phải đi làm đồng Về nhà giúp em gì ạ Tôi nói nó về giúp em thì cứ vậy đi Dạ vâng Mận không biết mình từ nay bị chính người chồng này cho người dám thị mình Cô không dám tin tưởng một con hầu tấm lòng đơn giản lại có một ý nghĩ táo bạo chỉ vì muốn làm vợ lẽ của cậu Nó không tiếc tay cắm cô một nhát dao sau lưng Hai người hàn huyên và ba câu Ngọc trong bếp Cô đi về gian lấy quần áo Đem nước nóng pha ấm cho cậu tắm rửa thay đồ Mận xứng câu vợ đảm ngoan hiền Lòng không phục không yêu Bề ngoài vẫn tận đến cùng Cậu tắm rửa Cô ở một bên hầu hạ kỳ cọ Sao sang lại váy áo cho gọn gàng Phải nói cậu Hoàng may mắn cưới được cô Dẫu biết cô vẫn là xử nữ Bốn bà vợ kia lại là đàn bà chính hiệu không mặc cảm không oán trách cô hầu hạ cho cậu cảm giác hai tháng qua bơn trải ở ngoài xứng đáng hành động này lời ông tẫn dặn con duyên chuyển lời cũng chứng minh một điều ông bề ngoài nói con gái không ở được thì về nhà có thể mẹ hay ông nói cho cậu phú đi đến nhà làm thuê cho cậu chờ đợi con gái ông tất cả chỉ bao quát một tầng ý nghĩa ở sâu trong lòng ông có ghét cậu hoàng có hận cậu đánh con gái ông cậu trang hoa thành tính thì cậu vẫn là con rể ông Điều không thay đổi được Ở bên này Mận cùng Ngọc đem trao nóng mời cậu ăn Ở bên nhà ông Tẫn lại không bình yên Bà vui đấm ngực Dậm chân oán chồng Ông nói cái gì Ông nói là tôi nghe Tôi nói rồi Con nó khốn khổ không tiếp tục ở được đâu Bên đấy cốt tâm lợi dụng nhà ta Ông lại thờ ơ Hai thầy con nhà ông bị điên đấy à Con gái tôi non lanh lợi Sao chấp nhận ở với nó Mới nửa năm trời Giờ lại nghĩ khác là thế nào? Bà bình tĩnh đi Con với tôi vẫn là sớm chấp nhận Còn bà muốn gả cho thằng Phú Chi bằng để cái hậu gả đi Dù sao là em gái Bà nghĩ mẹ thằng Phú chấp nhận một cô gái bỏ chồng làm dâu à? Thì sao? Thằng Hoàng nó không xứng Đánh vợ thành tính, trang hoa không ai qua nổi Ông nghĩ tôi để con gái ở chung sớm ngày Với đứa vợ lẽ của nó Lấy từ nhà chứa về làm vợ kia Bà không chấp nhận Nhưng con nó chấp nhận bà vui mặt mày ngày càng xấu bà muốn chửi chồng ngu mà không dám tức chết bà rồi có gái lúc đầu chỉ muốn dạy cậu hoàng giờ quay lại chấp nhận sống chung lý trí cuối cùng của bà bị đả kích bà thương con gái muốn chồng cùng con gái thay đổi suy nghĩ cổ hủ thờ chồng đi ai ngờ bà đẻ ra đứa con nặng tình giờ nói cái gì được chồng bà to nhất nhà bà sao dám cãi khi nãy mẹ chồng mình nói con duyên sang nói cho con gái biết thằng con rể trời đánh sắp về Nói gì mà chuẩn bị hầu hạ cho con rể Bà nghe xong chỉ muốn xông lên ngăn cản người Lại bị ông trừng mắt Đã im lặng đi vào gian ngồi xuống Muốn ông có lời giải thích thỏa đáng Bà bình tĩnh xuống đi Bà nghĩ tôi không thương con Nhưng từ cái khắc hai đứa nó châm hương bái ông bà Nó là là vợ thằng Hoàng Thằng Hoàng đã là con rể trong nhà Tôi sai từ 4 năm trước là lỗi của tôi Như đàn ông bỏ vợ dễ Đàn bà bỏ chồng tiếng xấu để đời cái bà này không cần tôi nói bà cũng hiểu mà đúng không? thôi con nó có số khổ của nó rồi thằng phú nó tốt nó nhận con bé nó với tôi nó không gả cho thằng phú thằng hoàng xấu xa bao nhiêu vẫn là chồng nó nếu con rể không chịu buông con bé không buông được nếu đã vậy sao không yên lặng mà sống tôi lúc đầu nghe cũng sốc chứ sao không con gái đã lớn hiểu chuyện nó chọn lựa như vậy cũng vì tôi với bà thôi bà vui nghe vậy Hết lòng tư vị càng khổ hơn Con bà hiểu chuyện quá lại càng khổ Con dễ giờ thay đổi Nhưng sao bà chịu nổi hàng ngày nhìn con gái Sống trong cảnh tranh chấp Chồng nhiều vợ đâu dành riêng cho mình tình cảm Tay trái một bà, tay phải một cô Phận làm vợ cả không được ghen Không được ác độc với bà hai bà ba Để người đời biết mình ghen ghét sinh hận Xem như đời này không có gì tươi đẹp nữa Tổ cơm nước xong xuôi Mận không chuẩn bị gối ngủ cho cậu Cô biết đàn ông đi xa lâu ngày gần đàn bà, cô để cậu đi về gian nhỏ với vợ lẽ, mình ngủ một mình lâu nay quen rồi. Yên lặng, cô thổi tắt nến lên giường đi ngủ, mẫn xem nhẹ tâm mình rồi, ở sâu trong lòng một ánh mắt ghen két đang nổi trong tâm, vì nó quá nhỏ cô không hay, nhìn để ý kỹ thấy nét mặt cô không vui, đôi mắt đượm buồn. Vừa đến mép giường, cô rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, cậu thở mạnh và vào sau gáy cô, sao đi ngủ không đợi tôi? mận chứng lại rồi lý nhí nói cậu đi gian nhỏ đi các em hôm nay cũng mong cậu xuống tôi đi thì em làm sao bây giờ câu hỏi bất ngờ mận tự hỏi trong đáy lòng cậu đi ngủ gian dưới cô sẽ làm sao bị chính suy nghĩ của mình làm cho tâm cười cô cười khẽ em có làm sao nửa năm vẫn vậy mà cậu cứ đi gian nhỏ đi em không biết ghen ghét à tâm em làm bằng sắt đấy à không em quen thôi mà em quen câu này làm tim cậu run rẩy Cậu làm cái gì để cô nói như thế Cậu bây giờ mới nhận ra mình quá sai Sai khi không khiến cô làm vợ an tâm Cô hiểu biết an phận Làm người xem đến ra mặt đau Tối nay cậu cố tình về gian chính ngủ Để người nhà hiểu địa vị của cô vẫn cao Không phải như lời cậu nói trước kia Một phần cậu muốn xóa tan hiểu lầm giữa vợ chồng Ngày cô hầu hạ cậu Tâm cậu biết cô đây là tận hết sức bộ phận làm vợ Mà không phải cô thương cậu hay tha thứ cho cậu Mặt nằm trên giường tinh thần đầy căng chặt Cô không biết mình nên nói cái gì Cậu Hoàng chắc do làm mệt chỉ vào giấc ngủ Để một mình cô trong mớ suy nghĩ mong lung Tối mấy ngày liền cậu ngủ tại gian chính Mà không quan trọng ở hay không Ngược lại ba bà vợ lẽ ở bên kia Do ghen ghét quá độ hay ngủ một mình không quen Mà tới gian gây chuyện cùng cô Chỉ cả mấy ngày nay sắc xuân nhuận hơn trước rồi đấy Chả trách cậu ngày qua ngày đều về buồn ngủ Chúng em thân làm vợ lẽ không dám nói gì Chị làm cả chẳng nói gương gì cả Mận đang tính đi ra đồng thăm non việc đồng ngáng Ba cô lại đến đây gây chuyện Mận hết cách chỉ gần giọng nó với ba cô hồn này Ba người muốn cậu đến gian của mình thì chăm chỉ lên Ba người ăn không ngồi rồi không có việc gì Thì xem cơm nước trong nhà gà qué đi Thầy mẹ nói từ tháng này không thuê người ở luôn nữa Chỉ thuê công nhật từng ngày làm bên xưởng gạo Ba em làm dâu nên góp chút sức lực Cậu đến gian nào ngủ đó là việc của cậu Tôi không bận tâm Việc của tôi còn nhiều Ba người về gian đi tôi không tiếp được ba người đâu Nói xong bật đội nón đi ra ngoài Trời mùa xuân Phải cơn mưa xuân đã đến Cô nhìn sắc trời đi nhanh chiều về còn kịp Ba người bơ vơ đứng tại gian nhà trống không bóng người Bực tức không chỗ phát tiết Ngọc giờ này tại gian ngồi theo áo Theo lên từng tấm vải màu sắc Do cậu Hoàng đem việc này giao cho cô ta làm Nhìn tổng thể cậu thay đổi tính nét Suy nghĩ của cậu chắc cũng thay đổi Cậu không dám để việc cho cô làm nhiều Trong nhà có thêm tiệm vải Một xưởng gạo việc chồng việc Mẹ một ngày bận tối mặt Cô vừa lo việc nhà chồng Lo phụ thầy mẹ ở nhà Một ngày sáng cô thức dậy cuối giờ dần Đi ngủ cuối giờ tí Nhà bận bên kia cũng có xưởng gạo Hai tiệm vải nhỏ trên huyện Nhà neo người lại không thuê nhiều người làm Mọi thứ tất cả gồng trên đôi vai ông Tẫn như cậu hoàng lúc đầu tính toán mối làm ăn của nhà cô sau này cô nói chấp nhận sống vậy để giữ gìn thanh danh cho gia đình cho các em có mặt mũi ông Tấn không nặng không nhẹ đem lời giới thiệu cho con rể mối buôn gạo một phần vì con gái có thể đặt chân ở nhà chồng vững chắc ông chấp nhận đem mối làm ăn lớn nhất của mình san sẻ cho nhà thông gia thời gian chẳng mấy trôi qua mùa gặt lại tới trời chưa sáng mật lục đục rời giường cậu hoàng nắm bên cạnh giữ cô lại em nghỉ thêm lúc nữa, trời chưa sáng hẳn đâu. Không được, cậu ngủ thêm đi. Em đi đun nước lá với vối, rồi nấu cháo cho người làm đồng họ ăn lót dạ. Việc này để con thủy hay con tị nấu đi. Chú nó có việc của mình rồi. Nhà nông em làm dâu không thể dậy trễ. Cậu cứ nằm thêm lúc nữa. Mận nhất quyết ngồi dậy. Cậu Hoàng theo sau ngồi dậy. Mận thấy vậy cô nói, cậu sao tỉnh nữa vậy? Cậu Hoàng bình tĩnh nói, em không ngủ nữa, tôi cũng dậy thôi. Mận vô tình nói. Vậy cậu ngủ không được, đi qua bên gian mấy em ngủ đi. Dù sao, cũng chỉ có Ngọc vội vàng, có ba người nhàn rỗi. Cậu hoàng nhíu mày khó hiểu, em nói vậy ý gì? Em nói ý nó ở đấy, cậu ngủ dậy sớm quá, sao ai hỏi lại tưởng em không cho cậu ngủ, em đây lại mang tiếng bêu danh. Ai dám nói? Bận ngồi trên ghế trả đầu, cô lạnh nhạt trả lời. Ai dám nói, lòng cậu hiểu, cần gì em hỏi? Em thực sự không muốn tôi ở lại gian à? Cậu ở hay không em đâu có ý kiến. Hay em trong lòng có người khác Mẹ vấn tóc xong Cô xoay người nhìn cậu cười mỉa Em làm vợ cậu thì yêu ai nữa Cậu Hoàng hừ lạnh Em nói hay đấy Tôi với em chung giường chung chiếu đến nay mấy tháng Nhưng em cho tôi động vào người chưa Trong lòng em có người khác đúng không Mẫn không để tâm Cô nhật nhạt nói Cậu nghĩ nhiều rồi ạ à? Nếu cậu không ngủ nữa qua bên gian ngủ đi Nói xong cô đi ngay ra ngoài Tâm cô đau từng khúc cậu nào biết Một đêm cậu hỏi cô Cô đều lắc đầu xoay người đi về phía đối diện cậu Cô không yêu cậu Cô chấp nhận ở lại làm dâu Tất cả vì thầy mẹ cùng hai đứa em Mà không phải thứ tình cảm gì với cậu Giọt nước mắt rơi trên gò má Cô đi qua hàng cây trong sân và gian bếp Tay gạt đi sự cô đơn trong lòng Cô đem nồi nhóm lửa nấu nước Rồi đun nồi cháo khoai lớn Ở ngoài kia ai cũng tưởng Gà và phú ông là kẻ ăn người ở hầu hạ Nào có đâu chứ Cô từ khi bước vào gia đình không làm việc này thì việc kia. Từ qua năm mới, cô nhắm mắt chấp nhận cuộc sống vợ chồng với cậu Hoàng. Cô ngày ngày cố gắng không làm gì sai để thầy mẹ chồng mắng mỏ. Từ dưới bếp đến ngoài đồng, tính sổ sách cô làm trơn chu. Cô đúng như người vợ ban đầu cậu Hoàng nói muốn có. Người đàn bà nhà bếp xuống được, ra đồng đảm được. Việc buôn bán trong nhà phải cáng được. Nói chung, muốn làm dâu hảo môn không chỉ có sắc đẹp mà phải có cái đầu cô rời đi để một mình cậu ngồi trên giường cậu đỏ con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm mấy tháng nay tôi nhìn em tôi đang thay đổi tại sao tim em không có nổi hình bóng tôi em có thể cười với em trai tôi sao đối diện với tôi em lạnh cái mặt em chưa từng cười vậy hôm trước em nói chuyện với nó em có biết tôi sau lưng em không em nấu cháo cho cả nhà lại quên tôi à em làm vợ tôi hàng đêm ngủ cạnh tôi nhưng cái ôm em không muốn cái chạm tay không cho Tôi nếu muốn ở bên gian Có mấy người vợ lẽ chờ Nhưng tôi chỉ về đây ngủ cùng em Tôi bên em không muốn đàn ông nhiều vợ Em giống mẹ em Không cho thầy lấy thêm vợ lẽ Tôi đang học theo Nhưng em không cho tôi cơ hội Em thả cười với người đàn ông khác Cũng không cười với tôi Cậu một mình cô đơn Tại chính căn buồn của mình Cờ ghen trỗi dậy Cậu đem lòng nghi ngờ Đặt hết cho em trai mình Hình nghĩ trong đầu Chỉ gói gọn một câu Em yêu thẳng Tân Cậu chỉ biết ghen Mà không nhìn đến tình hình thực tế Em trai cậu vẫn giữ khoảng cách với vợ mình Mà cô lại chẳng biết Em chồng thích mình Cô vô tình với cậu Tất cả đều do cậu gây ra Nếu cậu thực bình thường mà thương cô Thực lòng mà yêu cô Đừng đem cô thành trò cười như bây giờ Cậu sẽ không bị chính người vợ của mình xa lánh chính mình Cậu hàng bỏ qua tất cả Cậu mặt tối sầm đi ra ngoài Thẳng xuống dưới gian của em trai Cậu Tân còn ngủ chưa tỉnh Bị anh trai giọng lạnh lẽo đứng ngay đầu giường đánh thức Tân em ngồi dậy nói chuyện với anh Cậu Tân giật thót Ngồi dậy ôm ngực mắng Anh làm cái trò gì thế Giờ này trời chưa sáng nói cái chuyện gì Cậu Hoàng bất chấp em trai tỉnh ngủ hay chưa Cậu chất vấn cậu Tân Em tỉnh cho anh Em làm gì hả Tân Em làm gì mà mận lạnh nhạt với anh Nói cho anh biết Em ở sau lưng làm cái gì Cậu Tân ngái ngủ tỉnh hẳn Cậu cười to Anh có đùa em không đấy Ngày ngày anh ngủ cạnh chị dâu Em hàng ngày đi làm lấy đâu thời gian nói đến việc gì Em không nói Tại sao tới nay Mận vẫn vậy Tại sao cô ấy nói chuyện với em Còn anh thì không Anh buồn cười nhỉ Anh gan thì ghen cho đúng Em biết mình thích chị Nhưng em chưa tới mức thèm quá hoa điên Anh với chị dâu thế nào Em biết được đâu Em với chị nói chuyện Giống như em chồng chị dâu Anh không làm chị nhìn anh Lại xuống chất vấn em Anh buồn cười quá rồi đấy Em nói hay quá Em không thích Mận Sao phải tiếp cận em ấy Cậu Tân co mày Hắt tay cậu Hoàng chửi thẳng Em nể anh là anh trai Nhưng đừng vơ đũa cả nắm Anh có thấy nhà ai Em chồng không được nói chuyện với chị dâu không Em mà cướp chị ấy từ tay anh Anh liệu có được như bây giờ Anh tốt nhất nhìn nhận bản thân cho đúng Anh làm gì để chị ghét Chứ không phải đi đổ lỗi cho người khác Cậu Hoàng không tin cố nói Em không thích em ấy thì anh sẽ không nghi ngờ Cậu Tân vẫn buồn ngủ Lại bị anh chọc cho phát cáu Cậu chỉ mặt cậu Hoàng rồi đuổi người Anh đi về đi Em nhìn mặt anh em muốn đấm cho anh phát anh với chị dâu thế nào đó là do anh Em nhắc cho anh biết Em chỉ tạm thời từ bỏ Nhưng trong nhà đừng ai làm khổ chị ấy kể cả anh Em không nương tay đâu Em... Đi về đi Sáng sớm không có việc gì Anh nên đánh thức giấc ngủ người khác như vậy à Cậu Tân nằm xuống giường Xoay người vào trong tường nhắm mắt đi ngủ Cậu Hoàng nghẹn lời không nói được gì Đánh đi về nhà lớn Bước chân cậu đi xa Cậu Tân mở mắt thở dài Có không biết trân trọng Giờ hối hận kịp không Cuộc cãi vã giữa hai anh em không to Người trong nhà không ai biết Chỉ có hai người hiểu Trong tâm mỗi người một ý nghĩ khác nhau Chỉ có họ mới biết sự thật họ đang nghĩ gì Và các bạn thân mến Đến đây tập truyện thứ 5 cũng xin được kết thúc Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo tập 6 Trong khung giờ phát sóng kế tiếp các bạn nhé Hãy chia sẻ lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận Cũng như đừng quên là đăng ký kênh Theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa Xin chào, hẹn gặp lại các bạn